Hello nè, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Một tuổi, tôi đã mang hồn hoàng vô địch chung cờ đâu là tập 1. Thiên đấu tinh. Tại viện nghiên cứu khoa học điện bàn phán viện, phân viện thiên đấu tinh. Bắt đầu thí nghiệm, rã đông phù sinh, bắt đầu tăng nhiệt độ hòa tan, bơm dị thở, dinh dưỡng nồng độ cao, chuẩn bị truyền năng lượng hồn đạo. Kết thúc quá trình hòa tan đã hiện ra bản thể rất tốt, bắt đầu tiêm dịch thể chữa trị. Vâng, bắt đầu tiêm vào. Báo cáo khẩn cấp, kim tiêm hợp kim không thể đâm vào thí nghiệm. Cái gì? Chuyện này không thể nào xảy ra. Lập tức truyền năng lượng hồn đạo vào, cưỡng ép kích thích phù hồi nhanh lên. Truyền năng lượng hồn đạo vào, tiến sĩ à, nàng giống như là đang hấp thu dịch thể dinh dưỡng ở trong lòng nuôi cấy vậy. Một lần nữa thấy dịch thể dinh dưỡng tăng mạnh mức độ truyền năng lượng hồn đạo. Tiếp tục truyền năng lượng hồn đạo cùng với dinh dược tế dinh dưỡng, màu không được dừng lại. Nhịp tim hồi phục lại rồi, các chức năng sinh lý của nàng bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Nhanh lên, điều chỉnh thành phần không khí, thổi dương khí vào. Ta lại, ta đang ở đâu? Hành tinh mẹ đấu là tinh. Lại bắt được một cái rồi. Hả? Đại thu hoạch mà. Vẫn là di biển bất hải sản thú vị. Cái đó là gì vậy? Ôi chẳng lẽ là thi thở. Ôi mẹ ơi, con đã. Sao mình lại sợ chưa? Mình là đại hùng sư cơ mà. Cũng coi như là hắn là quỷ linh oán linh gì đó. Mình cũng có thể tình hóa hắn, thánh quang chiếu rụi. Không có phản ứng gì à? Chìm ra quá nhiên là một cỗ thi thở. Ơi, thật là xui xẻo. Báo cáo. Úi, sao chết buồn vậy rồi? Đây là đâu vậy? Ta là ai? Đâu là tình cực bắc chi địa. Tìm được nguồn gốc của khí tức sinh mệnh rồi. Đường kính khoảng là nửa mét, bờ rộng thì chừng 30 phân. Một là một vật hình thở tròn. Kiểm tra không phát hiện ra bất kỳ một chỉ số nguy hiểm nào. Sở trưởng, tôi đã lấy được nó rồi. Nhìn qua thì giống như là một quả trứng. Quả trứng á? Này có khả năng rất lớn là do hồn thú của đã sinh ra. Lần này đúng là nhặt được bảo vật rồi. Làm tiểu viện nghiên cứu khoa học liền bà đâu là sở nghiên cứu hồn thú cổ đại. Nam Trần, sở nghiên cứu hồn thú cổ đại, nghiên cứu sinh. Xem ra, đây là ông trời tăng lửa cho chúng ta kết hôn. Chết xem thường trước. Hãy trở về rồi nói. Anh rất thích cái thái độ, cái bộ dạng nghi thơ của em đấy. Còn nói người ta ngốc nữa, anh chờ đó cho em. À được, được, không nói nữa, không nói. Về phi thuyền trước, làm tiếp một bước kiểm tra giám sát. Sở trưởng, con tiến hành bảo lưu nhiệt độ thấp sao? Trước hết thì có kiểm tra đánh giá sơ bộ rồi hãy nói. Dựa theo bên ngoài, biểu hiện bên ngoài của thiết bị kiểm tra, quả trứng này có khí tức sinh mệnh cấp độ 10 vạn năm. Hắn là do hồn thú cấp độ thú vương lưu lại. Mà để trở lại sau nghiên cứu, hãy tiến hành kiểm tra công xét nghiệm kỹ càng hơn. Đây là một thí nghiệm vượt qua nghìn năm, vô cùng hy hữu và khó gặp. Vận khí của chúng ta đúng là quá tốt rồi. Hả? Tiếng động phát ra từ nó sao? Không thể nào, âm thanh này là lấy nào nó muốn nở ra rồi sao? Nhìn, mở bông bảo hộ hồn đạo ra. Đó là kinh tị. Năng lượng sinh mệnh đã hạ thấp rất nhanh, hạ đến mức cấp độ hồn thú vạn năm. Năng lượng sinh mệnh hạ thấp cấp độ nghìn năm, cấp độ trăm năm. Đi. Một đứa bé loài người đi làm sao có thể chứ? Sở trưởng à, năng lượng sinh mệnh đã ổn định rồi, là giá trị bình thường của đứa bé loài người. Một vật được phát hiện dưới lớp màng cứng nhiệt độ siêu thấp ở cực bắc chi địa đây, là đứa bé nở ra từ trong trứng. Sao có thể là người bình thường được? Tiếp tục kiểm tra số liệu lần nữa. Vâng. Toàn bộ số liệu bình thường, hoàn toàn phù hợp với một đứa bé loài người. Nó đang ăn vỏ trứng. Nếu như tôi đoán số liệu thể hiện nó là một đứa bé loài người bình thường, vậy lần khảo sát này của chúng ta, nhưng mà ngoại trừ những bệnh vỏ trứng này ra thì không còn gì nữa rồi. Hả? Sao đột nhiên lại khóc ầm ĩ thế này? Anh lấy đồ ăn cho nó đi. Có thể là nó không khóc đâu.
Là vì cái này sao? Anh Sammy chẳng phải nó không khóc nữa rồi sao? Bây giờ phải làm sao đây? Chuyện này trước tiên cái đã cho nó ăn tới một ít đã. Vỏ trứng chỉ còn lại 1/10 thôi. Xe trường à, chuyện này chỉ sợ là có chút phiền phức. Trước đây không lâu, liên bang đã xử rất nặng vụ án làm giả nghiên cứu khoa học. Lần này, cho dù là chúng ta có trăm cái miệng, thì cũng không thể nào giải thích rõ ràng được. Tôi chỉ giải thích tính nghiêm trọng của sự việc. Nam Trần, phần còn dư lại của vỏ trứng này, chúng ta nhất định phải giữ lại để nghiên cứu. Vâng, hy vọng chúng ta có thể từ trên vỏ trứng này phát hiện ra vài thứ gì đó. Bằng không mà nói thì toàn bộ phát hiện hôm nay cũng chỉ là một chuyện không vui. Wow, hôm qua nụ ngon quá à. Cục cưng cũng không khóc nữa rồi. Lát nữa sẽ đi xem cục cưng. Ý tại sao mọi người lại ở đây vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cái gì vậy? Chuyện này là sao đây? Một mảnh vỏ trứng cuối cùng đã lại không còn nữa rồi. Không phải em, không, em không có làm. À đừng lo, anh tin em mà. Hội tâm giám sát sẽ cho chúng ta câu trả lời. Hội tâm giám sát sẽ nhanh chóng hiện lên câu trả lời. Vỏ trứng không thể tự dưng biến mất được. Không để lại một bất cứ một dấu vết nào. Lần này đúng là không có chút manh mối nào cả, ta cũng không có cách nào cả. Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta tiếp tục cố gắng thôi. Chỉ có mỗi đứa trẻ này, em xin nuôi đó. Em muốn có con trước khi kết hôn sao? Bảo em ngốc thì còn không tính. Đã nói rồi, em không được nói em ngốc. Nếu như nó đã không có mẹ rồi, vậy thì để em làm mẹ của đứa trẻ này vậy. Ý anh muốn nói là đứa trẻ này không chỉ cần có mẹ, mà còn phải có cha nữa. Có con trước khi kết hôn thì mau lên trước rồi mua vé sau. Lão đại nói hay lắm, chúc mừng hai vị nè. Để có được tính là cầu hôn không? Chuyện này thật xin lỗi mọi người, nếu như sau này trên người đứa trẻ này có bất kỳ gì mới thì tất cả cùng lão nhất định sẽ chia sẻ với mọi người. Thiếu mất một phần thì sẽ không vấn đề gì đâu. Lão đại à, nếu như hai người nhận nuôi đứa trẻ này, nếu có phải nên đặt tên cho nó không? 3 ngày mọi người sẽ đưa đứa trẻ đến sở nghiên cứu của hồn thú. Ngoài trừ phân tích chưa xác thực thì tất cả mọi kết quả điều tra đều bình thường. Việc khảo sát lần này sẽ không ai nhắc tới nữa. Để cho một đứa bé một thân phận hợp pháp. Một tháng sau, Lâm Tiêu và Nam Trường đã kết hôn. Đứa trẻ đã có giấy khai sinh. Bố Lâm Tiêu, mẹ Nam Trường. Họ tên Lâm Hiên Vũ. 6 năm sau, Viện Nghiên cứu Khoa học Liên bang Thiên Đấu Tinh chi nhánh Thiên Đấu Tinh. Nè nè, cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy? Cậu tới rồi. Cậu cũng sống chung trong thời gian dài lâu như thế, tôi sắp thích nghi thích cậu mất rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt của cậu đấy. Không thể được, mình thích con trai mà. Hôm nay là ngày gì vậy? Không phải là cậu nhìn thấy pháp luật liên bang rồi sao? Phạm là những người có thân phận chưa rõ ràng thì đâu phải khảo sát trong 6 năm. Không có nguy hiểm lại có người bảo đảm, còn có thân phận liên bang. Nếu như thông qua 10 năm khảo sát mà vẫn bình thường thì sẽ có thân phận vĩnh viễn. Hôm nay cậu phải làm xong thủ tục thì có thể trở thành công dân lâm thời liên bang ở Pháp rồi. Liên bang, công dân lâm thời sao? Có chuyện gì thế? Cậu lại nhớ tới chuyện gì à? Hình như có một chút gì đó ấn tượng nhưng mà lại không nhớ ra. Vậy thì đừng nghĩ nữa, chúng ta tiếp tục làm thủ tục thôi. Được. Mẫu tinh đấu là tinh đường lạc. Theo nhiều khảo sát 6 năm nay rất bình thường. Có lạc Khanh Linh là người giám hộ cho cậu trở thành công dân lâm thời. 10 năm tới chỉ còn tuân thủ luật pháp thì sẽ chính thức được công nhận là công dân. Cảm ơn. Xong rồi à? Thành công rồi. Từ nay trở đi anh sẽ là người trở thành người của em rồi. Cuối cùng thì cũng có đất dụng võ rồi. 6 năm nay mặc dù đã trải qua những câu hỏi đau đầu, nhưng đem theo người không rõ lai lịch về nhà luôn đi theo mình làm mình mất đi cơ hội kết bạn với mọi người, là mình không có bạn trai, không nơi ẩn nấp,
Nhưng mà bây giờ cái chuyện gì cũng không quan trọng nữa rồi. Mệnh tinh của mình ươm mầm cho kế hoạch cuối cùng đã bắt đầu rồi. Vì thế một đứa không thích học như mình, vất vả học 2 năm môn kinh tế mệnh tinh. Đại sư ca thần bí này chính là một mệnh tinh thời trời sinh. Anh nhất định sẽ trở thành một đại mệnh tinh vĩ đại, cuối cùng thì cũng phát tài rồi. Thiên là tinh, võ hồn nhân loại của chúng ta có thể có bất cứ thứ gì. Hôm nay con đã có thể sở hữu võ hồn của chính mình rồi. Nếu như giờ mà đã có hồn lực thì con có thể trở thành một hồn sư rồi. Con trai, con đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Hiên Vũ 6 tuổi, chào ơi, chúng ta vào thôi. Hy vọng sẽ không xảy ra việc gì. Lai lịch của con rất đặc biệt, nó bị người khác phát hiện. Sao tên này là võ hồn ư? Hiên Vũ vừa mới vào không biết là giác tỉnh võ hồn gì nữa. Kỳ thật mình chỉ muốn nói là bất luận võ hồn của đứa trẻ này là gì, vì này thôi không còn nhập nữa tới nữa. Mình có thể để lại mọi công lao của mình cho người khác. Vì võ trứng năm ấy thì mọi người hãy quên đi. Bây giờ anh có thể nói em ngốc được chưa? Cuộc sống hiện tại của chúng ta như thế này rất tốt rồi. Công lao của mình sau này sẽ để lại cho mọi người. Chúng ta sẽ ở lại đây nuôi con của chúng ta trưởng thành. Đã bắt đầu chưa? Cảm thấy cả người ấm áp rồi. Ý, ngứa bên trong cơ thể, đột nhiên cảm thấy ngứa. Ý da, cái gì? Con trai, con trai, con làm sao thế? Đây là Lam Ngân Thảo. Không ngứa nữa rồi. Một đứa trẻ sinh ra từ trong trứng, võ hồn lại là một phế hồn lần Ngân Lam Thảo. Không đúng, Lam Thảo này không thể cao như vậy được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sở trưởng à, tôi đã tiếc. Có còn tiến hành thử nữa không? Không còn nữa. Chúng ta về nhà thử. Vì chúng tôi để làm Hiền Vũ đăng ký vô hồn Lam Ngân Thảo hả? Đây chỉ là Lam Ngân Thảo. Nó đã nghi thức kiểm tra võ hồn lực 10 tấc bám sinh tràn đầy sinh lực. Đây Hiền Dậu Hòa hứa với cha một chuyện. Nghi thức kiểm tra hồn này không được nói cho bất cứ ai. Nếu như có người hỏi linh lực của con là gì thì có hãy nói là Tam Dài nhé. Tam Dài con biết rồi. Chà, vậy con có lợi hại hay không lợi hại? Lợi hại chứ, con trai của ta đương nhiên lợi hại rồi. Bắt đầu từ ngày mai cha sẽ dạy cho con tu luyện cơ bản vô hồn lực. Con về phòng đi. Vâng ạ. Lịch sử đã chứng minh Lam Ngân Thảo bẩm sinh tràn đầy hồn lực. Hình như có một người, ý của em là võ hồn của Hiên Vũ Lam Ngân Hoàng ư? Em đừng có quên, cậu bé tự sinh ra từ trong trứng, không có quan hệ trực tiếp với hệ thực vật. Nhưng mà Lam Ngân Thảo cũng tốt, đẳng cấp hồn lực vẫn giờ chúng ta nói. Việc này sẽ giúp cho con trai của chúng ta không bị mang đi. Hồn lực nó mạnh thì cũng tốt, mà yếu thì cũng được. Chỉ còn chúng ta ở bên nhau. Đúng vậy, em chỉ còn có con trai thôi. Những việc khác thì không quan trọng nữa. Con trai về đi. Hôm nay ta sẽ dạy cho con phương pháp tu luyện hồn lực. Con trai, chiếc nhẫn của con từ đâu mà có vậy? Ý, con không biết, không phải của con. Tại sao lại không tháo ra được? Khi anh chạm vào chiếc nhẫn này thì có một luồng khí lực rất mạnh đã đeo vào tay của anh. Phải làm sao bây giờ? Có lẽ liên quan tới báo sát, quan sát trước rồi báo cáo. Không có được báo. Vì nên quan sát trước đã. Hy vọng sẽ không xảy ra bất gì bất thường. 10 phút sau, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đang trong lúc gì làm Hiền Vũ truyền thiền công, chỉ mới ngủ dậy một giấc thì đã có chuyện bất thường đã xảy ra rồi. Thế là đã có hai hồn hoàng rồi. Chà, hai cái vòng tròn này là cái gì vậy? Lẽ nào đây là hồn thú trùng tu? Cũng không phải. Nếu như là hồn thú trùng tu thì phải kiểm tra được chứ. Chà, chắc làm sao vậy? Không có gì. Con trai à, con có thể tự mình thu lại Ngân Lâm Thảo không? Để con thử xem. Được rồi nè. Con trai hãy thu võ hồn rồi đi. Sau đó thì vận chuyển huyền thiên công. Vâng ạ. Ba ngày tiếp theo thì làm tiêu, tiến hành điều tra bí mật đối với làm Hiền Vũ. Chỉ sợ nó lại xảy ra chuyện gì bất thường. Nhưng mà mày thầy, mọi chuyện về làm Hiền Vũ đều rất bình thường.
Xét cho cùng thì Nam Trường thảo luận, làm tiêu quyết định che giấu mọi chuyện. Hàng ngày đôi đặng giờ làm hiền vũ chỉ dùng làm ngần thảo trên một tay, còn làm giá lên lịch cho chi nhận kia là vật được tổ tiên truyền lại. Việc này che giấu được thì nên che giấu. Con trai à, trên trường học bà đã thu xếp cho xong rồi. Học viện hồn sơ cấp thiền là phân biện Tư La Thành. Đây là học viện hồn sư sơ cấp tốt nhất từ La Thành của chúng ta. Tại sao? Có thể để cho Hiền Vũ học ở trường này thì ông xã mình chắc chắn bỏ ra rất nhiều công sức. Đừng lo lắng con trai à. Đến trường rồi con sẽ có nhiều bạn mới. À đúng rồi, cháu phải sửa một chút về hồ sơ. Nếu như có người hỏi còn thì con hãy nói là bày tụi nhé. Còn nếu như có vì bệnh nên đã đi học mùng một năm nhé. Nhưng mà cha mẹ từng nói, nói dối không phải là đứa trẻ ngon. Có điều lúc để bảo vệ bản thân hoặc người khác thì lời nói dối thiện ý là được cho phép con trai à. Dần con biết rồi. Thiền là tình. Học viện hồn sự. Văn viện Tự là thành. Học viện sơ cấp Tự là Thiên La Thành. Văn phòng đăng ký học sinh mới. Chào cô giáo. Em tên là Diệp Linh Động. Năm nay em 6 tuổi. Cô chỉ kiểm tra thông tin cơ bản của em. Em hãy thử linh lực đi. Cấp 8. Bấm sinh linh lực là cấp 8, tức là không tầm thường chút nào. Được rồi Diệp Linh. Đồng em có thể vào rồi. Cảm ơn cô giáo. Điều đại hiệu quân nhái. Hiệu trưởng. Chào chú ạ. À, chào cháu. Cha. Tôi tên là Diệp Phong. Anh là quân nhân văn chức. À đúng vậy, chào ngài. Hiệu trưởng, tôi tên là Lâm Tiêu. Cái tên này mình đã nghe qua đâu đó rồi. Hình như là một nhân vật vĩ đại. Em chào cô, em tên là Lâm Hiên Vũ. Lâm Hiên Vũ 7 tuổi đúng không? Em thử linh lực đi. Ui đúng là một tiểu sói ca. Cậu ta tên là Lâm Hiên Vũ. Lúc này tại sao cha lại đối với cậu ta dịu dàng nhỉ? Thường ngày đâu có như vậy. Được rồi, em có thể vào rồi. Không ngờ linh lực của em lại là cấp 11. Cấp 11. Tạm biệt cha. Này. Cậu cấp 11 sao? Cũng bình thường thôi, rất nhanh thôi. Mình sẽ vượt qua cậu. Đợi đến khi mình 7 tuổi thì mình nhất định sẽ vượt qua cậu. Ồ, cái gì mà ồ, phong phục hả? Không có gì. Tên này cũng được trai phết. Cậu đến mình véo mà má cậu một tí. Vậy thì nhẹ tay một chút. Ui, da rất mịn. Véo cũng rất dễ chịu. Ui, đau quá. Cậu không phải là người tốt. Mình không thích người như vậy. Vì thế mình không thích cậu. Xì, ai còn cậu thích chưa? Tổng cộng có hơn 100 em, phân thành 6 lớp, căn cứ vào phương pháp tu luyện võ hồn phân lớp. Diệp Linh Đồng lớp 1 hệ chủ cường công, làm nhiệm vụ lớp 2 hệ kiểm soát. Ngày đầu tiên đi học như thế nào con trai? Biết bảo mơ chưa? Các bạn đối với con rất tốt ạ. Nhưng mà con có một câu hỏi. Nếu như sau này có người vẽ mã con có thể từ chối hay không ạ? Đương nhiên là được rồi, đây là tự do của con. Nội dung học của trường ta phân làm hai phần. Buổi sáng học kiến thức cơ bản về hồn thú và hồn sư. Buổi chiều thì thực hành chiến đấu. Đối với học sinh cấp 1 mà nói thì cái gọi là thực hành chiến đấu thực chất chỉ là rèn luyện thể lực. Tức cái gì chứ? Lời nói không thích mình. Tôi đâu có thích cậu chứ. Chạy quanh sân 3 vòng. Sau đó thì khởi động tự do. Bắt đầu. Tên này chị nhanh thật. Người ta nói thấy thẹn mà có dũng khí, quả thực là không ai. Cậu đã biết là tôi đang đấu với cậu ư? Cậu thua rồi. Ai đấu với cậu chưa? Tại sao cậu lại không có chút hào hán nào chưa? Cậu có phải là con trai không vậy? Hào hán thì có liên quan gì tới có phải là con trai hay không? Cậu hãy đợi đấy. Lâm Hiên Vũ này chạy cũng nhanh thật đấy. Theo lý mà nói thì cậu ta có 11 thì tốc độ chạy không phải như vậy. Tuy rằng có chút chậm nhưng mà rất vững chắc. Cậu bé này tính cách có chút trầm tính. Đây là một chuyện tốt. Tại sao? Ý, chẳng phải là Diệp Linh đồng lớp 1 sao? Wow, chỉ ra mâu thuẫn gì sao? Mình muốn thi đấu với cậu.
Nhưng mà mình không muốn đối với cậu. Tại sao? Con trai thì tốt thì không đánh con gái. Mẹ mới nói như vậy. Không được ăn hiếp con gái. Giờ mà cậu mà đòi ăn hiếp mình ư? Là mình ăn hiếp cậu mình đúng. Hồi hào hứng có trò vui xem rồi. Qua đến nhau rồi. Hãy xem tôi cho cậu ngã như con chó ăn phân đi. Quá đơn giản. Tên này hình như không có kinh nghiệm giao chiến. Cảm giác đằng sâu là tự nhiên có cảm giác rất nặng. Ý da, quỷ có chuyện gì vậy? Quá kiên xuất hồn Mỹ mà, tại sao lại biến thành như thế này? Thưa cô, là cậu ấy quánh em hả? Màu màu đưa em ấy tới phòng y tế. Phòng y tế, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xương cốt bị giãn nhẹ, không nhẫn thua mà còn bị cậu ta cho đào ván, đau ván trước mặt bao nhiêu người. Ôi tao là mất mặt. Diệp Linh, đông quá thực không nghĩ không ra, đành phải hỏi cha. Hóa cảnh của cậu ta là có 11, rất có thể là vì hồn kỹ. Cậu hãy đợi đấy, đến khi mình đã tới cấp 11, mình nhất định sẽ đánh bại cậu, nhất định đấy. Thời gian thấm thoát trôi qua nửa năm, kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi. Hôm nay tâm trạng làm hiền vụ rất tốt, là vì cha đã hứa là với cậu ấy, nếu như kết quả thi tốt thì sẽ cho cậu ấy ngồi phi thuyền bay giữa các vì sao đi thiên đấu tình trời. Lâm Hiền Vũ, có biết chưa, môn thực hành sẽ là lớp 1 và lớp 2 cùng thi đấy. Thi như vậy thật là không công bằng. Đa số các bạn vẫn chưa tới cấp 11. Cậu vẫn chưa biết à? Mà đã lên cấp 11 rồi, đã có hôn kỹ rồi đấy. Hơn nữa thầy giáo đã nói rồi, đã bồi dưỡng độ manly của các bạn nam. Buổi chiều kiểm tra hôm nay sẽ để cho các bạn nữ chọn đối thủ. Vì thế buổi chiều chúng ta lại gặp nhau nhé. Kiểm tra thực hành, cầu thủ em chọn là Hiền Vũ. Được rồi, chú ý an toàn nhé. Hiền Vũ à, Diệp Linh Vũ muốn giờ đấu vì em đó, em phải cố lên. Lâm Hiền Vũ cố lên, Lâm Hiền Vũ cố lên. Lần này để cho cậu biết sự lợi hại của mình. Thi đấu bắt đầu. Võ hồn thiên canh long. Wow, lợi hại quá. Là long lội võ hồn. Nhìn kìa, tay của cậu ấy xuất hiện lần giác rồi. Đồng mắt tử cũng đã dựng thẳng lên rồi. Xuất ra võ hồn của cậu đi. Lâm Hiền Vũ cố lên. Hãy thiên bản lĩnh của cậu ra đi. Lên. Thí tiền oa. Cậu cho rằng có thể dùng thần đứa bé nhỏ này có thể ngăn cản được mình thì sao? Thiên canh bá thể. Bấy lính nào. Ủa, thiên canh bá thể của mình bị biến mất rồi. Ý da, hồn kỹ mất tác dụng rồi. Ý, ôi không thể thế được mà. Khóc rồi. Hiệu quả luyện tập không được tốt. Mẹ đã nói là phải cẩn thận với thủy nghiên tố. Như thế này được coi là thân cận không ta? Có người tới. Là tới đây đang mở cửa. Mau, Diệp Linh Hồng. Sao cậu lại đến đây? Sao cậu lại biết nhà của mình? Là cha mình hỏi cô giáo, là cha mình đưa mình tới đây. Chú cũng đến à? Chào cháu Lâm Hiền Vũ. Chú mò mùi tới đây là vì chuyện thi cử hôm qua. Hôm nay cháu muốn xem võ hồn của cháu có được không. Được à, mời chú vào nhà. Cha mẹ cháu bây giờ có nhà không? Ui không, tao bằng nhà của mình. Hiền Vũ, Diệp Linh Đồng đối với chú là trong lúc thi đấu hôn ký tự dùng biến mất. Có thể nói cho cháu biết cháu đã làm gì lúc đó hay không? Cháu chỉ là khống chế thuyền nghiền tố để cản cậu ấy thôi. Cậu ấy xông lên là bị cuốn đi. Chỉ thế thôi ạ. Nhà của cháu có phòng tập luyện không? Chú có thể được nhìn thấy hai cháu thi đấu không? Được ạ. Ở phòng tập luyện khá nhỏ. Giống như hôm nay lúc hai đứa tỷ thí. Làm lại lần nữa. Thí dụ qua thiên canh bá thể. Dung hợp rồi. Xem ra không phải do hôn ký tạo thành rồi. Chà, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao khi đến cho cậu ta hôn ký của con lại mất? Lên đầu mà con đi đã. Hiền Vũ à,
Chú có thể xem võ hồn của cháu được không? Đi là phản phất có đường vân màu bạc. Đây nhất định không phải là lần ngàm thảo bình thường. À tiêu rồi, sao mình lại dùng võ hồn? Dạ, cha. Tin rồi, con tin rồi. Thì Vũ có sao không thế? Chỗ nào không khỏe hay không? Ý, mẹ con rất khỏe. Ôi, không có chuyện gì tốt, không có chuyện gì thì tốt. Mẹ, tại sao con lại ở trên giường vậy? Anh Lâm, cậu bé chắc chắn là không có chuyện gì rồi. Chúng ta ra ngồi nói chuyện đi. Xin lỗi. Vì hành vi lộ mãn của tôi xin lỗi mọi người. Tôi chỉ chịu một trách nhiệm vào chuyện lần này. Có một người đã nương tay. Lúc đó tôi dùng võ hồn hoàn toàn và ứng nhất thời. Tôi có cảm giác võ hồn bị nén. Và thông với việc vật kỹ của con gái tôi biến mất, tôi đoán võ hồn của con trai anh chắc chắn là võ hồn dị biến. Và rất có khả năng là võ hồn biến dị của lông loài thường vị. Ví dụ như là võ hồn của thánh lồng quang minh cấp cao, Lâm Ngân Tạo thánh quang, thánh lồng quang minh. Nói đùa gì vậy? Bất luận là nguyên nhân gì, nếu như hiệu trưởng muốn nói, muốn hỏi thầm, thì xin ngài bày báo cho vợ chồng chúng tôi trước. Đừng có nhân lúc có mỗi cậu bé ở nhà đến làm ơn. Nếu như Hiền Vũ đã không sao rồi, thì tôi cũng sẽ không giữ lại nữa. À, tương lai của cậu bé này nhất định không đơn giản. Mẹ ơi, sao thấy con trai cái chỗ này không khỏe à? Ôi con đói quá, con muốn ăn à? Ôi con trai à, con ăn nhiều như thế, đã ăn gấp 5 lần so với bình thường rồi, 40 phần lên đó. Nhưng mà còn lật đói, còn vẫn muốn ăn nữa à? Chuyện này, làm cho con ăn nữa đi, con trai chúng ta không phải bình thường. Để rồi việc này cứ giao cho em, em sẽ không để con trai bị đói đâu. Đúng lúc làm Hiền Vũ ăn đến phần cơm thứ 8, chỉ ăn no được một nửa thì bà đã bắt ngừng ăn. Hai người bước vào phòng luyện tập. Chà, nghe nói, nghe chú Diệp nói thì trước khi còn hồn mờ thì đã từng dùng ban thuận. Con có thể làm lại một lần nữa cho cha xem được không? Con không biết ạ, con đâu có dùng ban thuận. Vậy con nhìn nè, đó chính là ghi hình phòng luyện tập lúc đó. À, là thật sao? Con có thể biến nước thành băng ư? Vậy đó con xem thử. Băng. Cảm giác tùy nhiệt tố này bỗng nhiên trở nên thật là quen thuộc. Wow, thật sự là thành băng rồi nè, hay quá. Con thử để lá cuộn tròn vào ở trong tay xem sao. Vâng ạ, con làm được rồi nè. Ý, con nhìn thấy rất nhiều đốm sáng màu xanh ở trong không trung ạ. Đó có thể là tùy nhiệt tố trong không khí. Con có thể nhìn thấy nước, băng. Ôi trời rất vui, chúng nghe rất nghe lời. Nó lại có thể khống chế được hai loại thủy nguyên tố này. Đây thực sự là nhất hoàng có thể làm được. Để cho Hiền Vũ tù tân lễ tinh thần. Số 12. Anh nhớ là lần trước khi mình kiểm tra chỉ có 18 thôi mà. Đây thực sự là tăng cũng quá nhanh rồi đó. Cha anh trách con có thể khống chế được thủy nguyên tố. À đúng rồi cha, lần này thành tích còn rất tốt. Cha có đừng có quên lừa hứa với con chuyện gì đó nhé. Yên tâm đi, cha không quên đâu. Thật ra cha đã sớm mua vé rồi. Đó đến khi con được nghỉ thì chúng ta sẽ đi du hành cái vì sao. Hồi tốt quá, chấp vạn tuế, vạn tuế. Liệu làm tiều không đi cố sự bất thường xảy ra với con trai lần nữa. Anh ấy đã quen với việc này rồi. Chỉ dặn dò con trai không được nói chuyện với bất kỳ ai. Dù sao thì cũng sắp nghỉ hè rồi. Cho dù bị hậu viện phát hiện thì sẽ nói trong lúc nghỉ hè. Đã tiến bộ đột phá, giải thích như là mọi người đều sẽ tin. Ngày hôm sau học viện nghỉ hè rồi. Điểm thi lần này của Lâm Hiền Vũ đứng đầu. Lâm Hiền Vũ, là chuyện gì nữa? Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu sao rồi? À rất tốt. Xin lỗi cậu, hôm qua cháu mình thực sự không có ý. Không sao đâu. Chúng ta hẹn gặp lại sau học kỳ nhé.
Ra về gì chứ? Wow, đó là tàu chiến vũ trụ à. Thật sự là lợi hại mà. Để khi con lớn lên rồi, con sẽ trở thành phi hành gia. Vậy con phải chăm chỉ học mới được. Điều khiển tàu chiến không phải là một chuyện đơn giản đâu con trai à. Wow, nó lớn thật đấy. Đây có phải là phi thuyền vũ trụ mà chúng ta sẽ ngồi không cha? Phi thuyền số 7703, Cục Hàng không Vũ trụ Liên bang sắp cất cánh, yêu cầu quý khách kiểm tra gạch vé. Con đừng có vội vui mừng, phải mất 7 ngày phi thuyền mà tới được thiên đầu tình. Bây giờ vũ trụ như thế này rất là chán. Chà, con sẽ không chán đâu, con thích nhất là vũ trụ. Đi rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, không được lên máy bay muộn đâu đấy. Trời, chán quá phải làm sao đây? Mới có ngày thứ ba thôi con đã thấy chán rồi sao? Chán thì con hãy tưởng tượng mình đang luyện tập đi, thử xem ở trong vũ trụ có tập luyện có cảm giác như thế nào không. Dân ạ, con tỉnh rồi, con đã dùng 6 tiếng đồng hồ để quán tưởng luyện tập rồi. Mẹ ơi, con nhìn thấy rất nhiều đốm sáng màu bạc, đó là cái gì vậy ạ? Màu bạc, con nhìn thấy nguyên tố không gian rồi. Nguyên tố không gian đối với phi hành gia tàu chiến rất là quan trọng. Xem ra con rất có thiên phú về lĩnh vực này. Ủa tại sao? Vậy sau này con cần tàu chiến phi hành rồi? Trời, cho nhìn gì thế à? Tin tức vừa mẫu thần đấu là linh. Chỉ khi trên phi thuyền bay vào vũ trụ thì mới có thể xem được tin tức về những tinh cầu khác. Sau đây là tin tức giải trí. Mọi người đều biết truyền thông tin vẫn đang là một trong những tập đoàn lớn nhất của Mậu Tình và cũng là công ty môi giới Minh Tinh lớn nhất của Mậu Tình. Cái gì vậy? Buổi họp báo về Minh Tinh ư? Truyền thông tin đường gần đây đưa tin đã ký hợp đồng với một người nhận tên là Đường Nhạc, người môi giới Lạc Liễu Linh. Các cổ đông truyền thông tin đường đã quyết định còn phải làm mới cái vị Minh Tinh này. Bộ phỏng vấn cũng là vì mệnh tinh này mà tổ chức. Buổi họp báo đã bắt đầu rồi. Chào mọi người, tôi là truyền thông tin đường đấu La Khu, tổng giám đốc công ty môi giới người nhận Bắc Thiên Hồng. Không phải chứ, là một người mới xuất đạo thôi mà lại có thể để là dành Bắc tổng ra mặt giúp. Đúng vậy, có phải là hơi khoa trương quá rồi không? Tôi là đại diện cho truyền thông tin đường bố tuyên bố Đường Nhạc tiên sinh chính thức gia nhập Tinh Đường. Sau này cậu ấy sẽ là ngôi sao quan trọng nhất bồi dưỡng ở trong tất cả các ngôi sao ở trong vũ trụ này. Một tháng sau, bài hát đầu tiên của cậu ấy sẽ cùng với Liên bang Nhân loại Hành tinh chính cùng phát hành. Truyền thông Tinh Đường bằng mọi giá làm chuyện này. Đây chính là một người mới thôi mà, chuyện này trước giờ chưa từng có. Truyền thông Đường tình điên rồi sao? Chỉ là một người mới thôi mà làm có cần phải làm lớn cái chuyện này như vậy không? Ê, là một thủ đoạn tuyên truyền rồi. Anh nghĩ người mới của Tinh Đường này rất có thể có điểm gì đó đặc biệt. Em không thích nam minh tinh này, giống như là tú hoa chậm không có chút độ sâu nào cả. Buổi họp báo ngày hôm nay mục đích là để Đường Nhạc giao lưu cùng với mọi người. Đường Nhạc đến đây. Đây là Đường Nhạc ư? Ui cao quá. Tiểu Nhạc mở màn hình minh quang đi. Rõ. Cuối cùng cũng lộ diện chân dung rồi. Wow. Chào mọi người, tôi tên là Đường Nhạc. Đường Nhạc à, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đường Nhạc đẹp trai quá, mình muốn làm fan của anh ấy. Ôi anh Đường Nhạc, anh có bạn gái chưa ạ? Hai từ đẹp trai không đủ để diễn tả vẻ đẹp của anh ấy đâu. Đường Nhạc, hồi đó thích cái thần thái của anh ấy, giọng nói cũng rất truyền cảm. Đường Nhạc, em yêu anh, em muốn sinh con cho anh. Đường Nhạc, nè nè, đi rồi đấy. Anh nhớ lúc nãy có người nói rằng không thích nam minh tinh giống tứ hòa trầm cơ mà. Em có nói sao? Mẹ mới vừa nói đi ạ. Nhưng mà mọi người nhìn xem đi, còn bên tên này đâu có giống Tú Hoa Trầm, thì cậu ấy đẹp hơn con gái. Nhưng mà cậu ấy có khí chất của một minh tinh. Xin hãy gọi tôi là Nhạc Suy. Vừa nhìn đã biết cậu ấy là một nam nhân có độ sâu rồi.
À mà cờ không ai có thể ngăn cản em là phán quyền này. Từ nay đây thì anh chính là thần tượng của em. Phi thiền vũ trụ, hạ sáng, hạ cánh thu đồ thiên đấu thành. Gia đình làm hiền vũ sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn. Thì trạm đầu tiên là đến bảo tàng di dân tinh tế. Lâm Ngân Thảo sầu sức sống và sự thích nghi rất mãnh liệt. Nên thời kỳ đầu di dân ban đầu được cái ghép được cải tạo môi trường thực vật chính là Lâm Ngân Thảo. Trong quá trình di dân giữa các vì sao thì không thể bỏ qua công lâu lâu của Lâm Ngân Thảo. Cha mẹ thì ra Lâm Ngân Thảo quan trọng như thế ư? Trước giờ con không biết. Lâm Ngân Thảo ư? Lâm Ngân Thảo làm sao? Dì ơi, võ hồn của con chính là Lâm Ngân Thảo đấy. Ừ. Wow, một tiếng suối ca dễ thương quá, cậu tên gì? Cháu tên Lâm Hiền Vũ. Nè nè, cậu bé này đẹp trai thật đấy. Mình chưa bao giờ gặp phải khỉ cậu bé đẹp trai như vậy. Dạ, nè nè, cậu làm sao thế? Dì ơi, tóc có gì chạm vào đất sẽ bị bẩn đấy. Dì ơi, tóc của dì rất mềm, vuốt rất thích ạ. Dì ơi, dì thật đẹp. Cháu cũng rất đẹp trai. Không ngờ cậu lại thích trẻ con tới như vậy. Có phải là đứa trẻ đã làm cậu nhớ lại chuyện gì không? Cậu đã nhớ ra gì rồi? Mình cũng không biết nữa. Mình cứ cảm giác rất quen thuộc với đứa trẻ này. Không thể nào, cậu bé này tầm 6-7 tuổi. Nếu như mà người cậu quen ít nhất cũng phải ngàn năm. Xin lỗi. Sau khi tham quan bảo tàng thì gia đình làm ngần Hiên Vũ đã trở về khách sạn Thúy Cầu, Thi Tiễn, Đông Băng. Con có thể sử dụng được và làm nỏ bằng tường rồi. Chúng rất nghe lời. Xem ra con trai mình sẽ trở thành thiên tài rồi, phải làm sao đây? Bây giờ tiếp tục vậy thì cũng không có tác dụng gì. Hai rất tự nhiên đi. Nhưng mà thấy như tình hình hiện giờ của nó, nên mời cho nó một giáo viên dạy thực hành chiến đấu mới tốt. Đợi khi về rồi bàn tiếp. Nhưng mà bây giờ tìm một giáo viên giỏi không dễ. Hơn nữa học phí cũng... Chuyện học phí thì là người lo lắng. Cấp trên cô ấy muốn là anh tham gia thám hiểm tầm tình. Nếu như mà thành tích tốt thì sẽ được tăng thần chức và tăng lương nữa. Vậy phải đi mất bao lâu? Khoảng 3 năm. Chuyến đi này có vẻ hơi lâu. Anh giờ em không nỡ. Đi anh đi. Nếu như em đồng ý thì sau khi quay về, về thì anh sẽ xin cấp giấy và ký tên. Hơn nữa lần này đi cũng rất tốt, để đủ cho con trai tìm một giáo viên tốt. Đây là cảm nhận của mình ư? Cảm nhận của mình có thể xa như thế ư? Mình rốt cuộc lại có thể cảm nhận được đứa trẻ đó ở chỗ nào? Còn một ngày nữa là chúng ta sẽ về nhà rồi. Con yêu à, chuyến du lịch lần này con có mãn nguyện không? Ôi rất mãn nguyện mẹ, cảm ơn mẹ. Có thể làm cho Thiền Vũ mãn nguyện nhất thực ra là mua được thấu bàn khải sự thi đấu tại một cửa hàng trong thành. Thân khoác lồng tình đấu là của Kim Long Nghiệt Ngữ. Mẹ ơi, mẹ nói sau này con có thể sở hữu được bộ giáp đấu không? Con muốn trở thành đấu khải sự không phải là một chuyện dễ đâu con trai à. Con phải trở thành một người xuất sắc thì mới có thể trở thành sư giáp đấu được. Vậy làm thế nào để trở thành một người xuất sắc hả mẹ? Chưa tiền thì có ai thi đấu học viện trung cấp của học viện thiền là này đã. Rồi sẽ có cơ hội thôi con trai à. Vâng ạ. Tương lai con nhất định sẽ trở thành đấu khải sư. Không phải là con muốn trở thành phi hành gia tàu chiến ư? Bây giờ thay đổi rồi. Ở cả hai con đều muốn làm. Được rồi, được rồi. Chúng ta bắt đầu xuất phát thôi. Trạm cuối cùng đi mua sắm nè. Mua một cái bùa hộ mệnh dưỡng thần đi. Anh sắp đi xa, mang theo bùa mệnh sẽ yên tâm hơn. Em đồng ý cho anh đi rồi sao? Tuy rằng em không muốn anh đi,
Nhưng mà anh còn phải phát triển công việc mà. Cũng là cho Hiên Vũ một môi trường trưởng thành đầy đủ, em chỉ có thể yêu cầu, chỉ còn anh bình an trở về là đủ rồi. Ừ, em đi thanh toán đây. Hiên Vũ à, có lại đợi cha ở đây một lát nhé. Ừ, không thấy Hiên Vũ đâu rồi. Trung tâm mua sắm Thiên Đấu Tinh. Mô hình ngần lòng đầu là phiên bản giới hạn, giá 648 tiền liên bang. Cậu bé thích mô hình này sao? Cô ơi, ngần lòng đấu la này có thể bán rẻ một chút được không ạ? Không thể được đâu, đây là phiên bản giới hạn 30 rồi, cô không có quyền hạ giá đâu cô bé à. À vâng ạ, cảm ơn cô, hẹn ngày khác cháu đến mua ạ. Vậy cháu phải nhanh lên nha, chiếc này trong kho không còn nhiều đâu, cửa hàng của cô chỉ còn một chiếc thôi đấy. À, mô hình này tôi mua. Gì? Là cháu nè. Wow, tóc của giá của chị mua ở đâu đi à? Rất giống với ngần lòng đâu là. Cháu rất thích mô hình này có phải không? Gì sẽ mua cho cháu? À, không được không được, mẹ cháu đã từng nói rồi, không được tùy tiện lấy đồ của người khác. Không phải gì đã từng sờ vào má cháu ư? Coi như đây là thù lao đi. Dì ơi, cháu có thể lấy nó ư? Đương nhiên là được rồi, dì sẽ giúp cháu nói chuyện với cha mẹ cháu. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tốt quá rồi. Vậy thì cháu sẽ cho dì xì má thơm một chút nữa ạ. Cậu nhóc này, nhỏ như vậy đã biết nói ngọt với người khác rồi, dễ thương quá. Cô nói gì? Ôi, mình không thể cử động được nữa rồi. Không biết nói chuyện thì đừng có nói linh tinh. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Hiền Vũ à, sao con lại tự ý chạy ra ngoài vậy? Là cô. Xin chào. Bởi dì nói là muốn tặng con mô hình, con có thể nhận không? Tôi và đứa trẻ này đã có chuyện với nhau, rất mong anh có thể để cho nó nhận. Bé nước gặp nhau làm sao có thể nhận đồ của cô được chưa? Như vậy đi, để ta trả tiền cảm ơn cô. Vì cha vạn tuế. Ai, dì vạn tuế. Ta bị gì? Đi thôi, chúng ta về thôi. À, làm phiền hai vị một lát. Tôi tên là Nana, tôi rất thích Hiền Vũ, có thể làm quen với hai vị được không? Sau này tôi có thể đi thăm nó có được không? Việc này. Sau này tôi có thể đi thăm Hiền Vũ được không? À, nơi xin Nana, chúng tôi sống ở Thiên La Tinh, chuyến đi lần này chủ yếu là đến Thiên La Đấu Tinh du lịch ấy mà. Vì vậy nên tôi có thể cùng mọi người đến Thiên La Tinh không? Hả? Thật xin lỗi, có phải tôi hơi đường đột không? Tôi cũng không biết vì sao nữa. Lần đầu tiên khi gặp Hiền Vũ thì tôi cảm thấy rất có duyên với cậu bé. À, nữ sinh này nè, cô hãy bình tĩnh đã. Thật ra tôi có thể làm giáo viên cho cậu ấy. À, xin hỏi võ hồn của cô là gì? Tôi là một hồn sư, tôi có thể dạy nó. Tôi biết cổ võ thuật. Võ hồn của tôi là Thủy Nguyên Tố Trưởng Khống. Ta trùng hợp hai lần không hẹn mà lại gặp Thủy Nguyên Tố Trưởng Khống. Thích Hiên Vũ muốn trở thành giáo viên của thằng bé. Trùng hợp nối tiếp trùng hợp, rất có khả năng không phải trùng hợp. Vẫn chưa thỉnh giáo cô làm công việc gì? Tôi vốn là một giáo viên, giáo sư dạy cổ võ thuật tại Học viện Khoa học Thiên Đấu Tinh. Cho ngài xem hồn đạo thông tấn khí. Ở đây có đầy đủ khách tin cá nhân của tôi. Hồn đạo thông tấn khí về thân phận cá nhân của liên bang chuyên thuật. Thông tin này chắc là không thể giả được. Việc này liên quan tới thông tin bí mật của cá nhân. Thế như lẽ thường thì làm tiều chắc chắn chỉ không chạm vào thông tấn khí của người khác. Nhưng vì con trai, anh ấy đã chấp nhận tất cả. Nên là 25 tuổi, giáo viên dạy môn võ thuộc tại Học viện Khoa học Liên bang, phân viện thi đấu, chức vụ tam cấp. À, trả cổ nữ chi này nè. Rất cảm ơn sự yêu thương của cô dành cho Hiền Vũ, nhưng mà gia đình tôi không có gì phục ấy. Ê, là chúng tôi trả công nộp học phí rồi. À, tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn dạy cho Hiền Vũ thôi. Cô, nhưng mà nữ sĩ này nè. Thật sự xin lỗi, tôi biết cái chút mạo muội, nhưng mà tôi thật sự không có ác ý. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo với hai người, tôi có khả năng dạy cậu bé.
Thủy Long Quyển xa quá, lực có thiên nhiên tố chữ khống mạnh quá. Quỳ nhìn kìa, cái này là phun nước lợi hại quá. Hơn nữa tất cả nguyên tố nước lại không ngừng biến hóa, tạo thành thủy long sinh động. Không những thế là không chỉ có một quỳ mà là chính con thủy long. Có thể được không? Giờ làm gì thật? Vì làm thật không? Vì thật lợi hại. Nếu như thực sự quả ấy tạo ra thì tu vi của quả ít nhất đã đạt tới mức nào rồi? Xin hỏi cô là Phong Hào Đâu Lạ phải không? Phong Hào Đâu Lạ nghe quen quen, dường như rất quen thuộc, hình như là có quan hệ gì với danh xưng này. Phong Hào Đâu Lạ, hình như là như vậy ấy. Trời trời, Phong Hào Đâu Lạ, trời ơi. Các vị, khi nào sẽ trở về Thiền La Tinh? Ở ngày mai. Vậy hẹn gặp lại cháu vào ngày mai nhé Hiếm Vũ. Làm sao bây giờ? Cô ấy đồng ý với cô ấy hay không anh? Anh nghĩ là nếu như cô ấy chính là Phong Hào Đâu Lạ thì không có gì đã nghi ngờ nữa rồi. Bởi bà đã nói gì thế à? Vì Nana là giáo viên của con thật sao? Vậy con có thích gì ấy không? Con rất thích gì ấy ạ. Vì nếu như gì ấy là giáo viên của con thì tốt quá rồi. Vậy để chờ xem xét đã. Thế như chúng ta biết về chuyến phi thuyền này, chúng ta muốn đi về nhà đã hết cho ngồi rồi. Nhớ chưa, cô ấy tìm đến đây nữa thì chúng ta không còn cách nào để từ chối nữa. Xin kính mời quý khách phi thuyền số 7703 lên thuyền. Trời, Di Nana sẽ đến chưa? Cháu cũng không biết nữa. Có lẽ phải phụ thuộc vào duyên phận rồi. Phi thuyền số 7703 sẽ cất cánh. Nana, cô có trong phòng không? Nana, ra ngoài rồi sao? Tìm khắp nơi rồi cũng không thấy đâu cả. Thơm tấn khí thì cũng không có tín hiệu. Vân Diệm, tôi phải đi cái việc một thời gian. Cô không cần tìm tôi đâu. Đợi khi tôi làm xong chuyện tôi sẽ quay về. Cũng có khả năng sẽ không về. Nana, không được gặp gì Nana nữa rồi. Lâm Hiền Diệu có chút buồn. Để giết thời gian thì cậu ta ngồi quán tưởng tu luyện. Hiền Vũ, có ai đó đang gọi mình. Nè, gì Nana? Cháu có nghĩ gì sẽ không lên phi thuyền cơ? Làm sao lại không lên thuyền chứ? Chuyện mà dì đã hứa thì nhất định sẽ làm. Vậy tại sao dì lại xuất hiện ở trong quán tưởng của cháu? Đây là đâu? Đó chính là không gian ý thức của cháu. Đến khi tinh thần lực của cháu đủ mạnh lên thì cháu sẽ hiểu thôi. Ta và cháu không cùng khoa tàu, vì thế nên đã dùng cách này để đến gặp cháu. Dì Nana, dì thật sự muốn làm cô giáo của cháu à? Cháu không thấy sao? Ôi thích lắm. Cháu muốn sau này dì sẽ trở thành cô giáo của cháu. Vậy khi ta là cô giáo của cháu, cháu muốn học gì? Học gì nhỉ? Cháu cũng không biết. Cháu đang nghĩ. Cô giáo Nana, cô biết đánh nhau không? Chắc là biết. Nhưng mà đánh nhau là chuyện không tốt đúng không ạ? Vậy vì thế phải xem là vì sao đánh nhau. Là muốn bảo vệ người mà cháu cần bảo vệ hay là cũng phải? Thì cũng không phải là chuyện không tốt. Ví dụ như mẹ của mình bị người khác bắt nạt, chẳng lẽ không cần bảo vệ sao? Cháu có năng lực để bảo vệ mẹ của cháu không? Ý nghĩa của tu luyện chính là để bảo vệ người bên cạnh sao? Đúng vậy, cháu có thể hiểu là như thế. Cô Nana, cô làm sao thế à? Bảo vệ, người bảo vệ mình thích. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới vài chuyện thôi. Vậy liên quan tới đánh nhau thì cháu muốn học gì? Cháu có chút không dám đánh người, có cách nào để không bị người khác đánh hay không ạ? Vậy thì cô sẽ dạy cho cháu một bộ pháp trước. Học xong thì cô sẽ không bị người khác đánh nữa. Vâng ạ. Vậy cô hãy đến bắt cô đi. Bắt được cô rồi cô sẽ cho cháu. Cho con thơm vào má. Ôi, nếu cô bắt không được thì sẽ phạt con để cô thơm vào má có được không? Được ạ, vậy con đến bắt đi. Hành trình 7 ngày kết thúc. Phi thuyền vũ trụ quay về Thiền La Tinh. Để cái nhìn nữa, cô sẽ đến nhà tìm con. Hãy đi cùng cha mẹ con về trước đi. Sau khi về nhà thì vì rất muốn gặp cô Nana, Hiên Vũ liền bắt đầu quan tưởng. Cô Nana, cô đi cùng con về nhà thật nè. Ui thật tốt quá. Cô nói giữ lời. Cô đương nhiên là phải giữ lời rồi. Suốt chặng đường này con đã nợ cô thêm con rất nhiều lần rồi. Nào là đi, tiếp tục trò chơi của chúng ta nào.
cô đến bắt cô đi. Ừ, lần này con sẽ bắt được cô, coi như là con sẽ thắng cô một lần. Rồi, coi như con thắng cô một lần. À, chúng ta lại chơi lại từ đầu thôi. Lần thứ hai. Lần này mặc kệ thôi, cô lên. Ừ. Chà mẹ, hôm nữa có con hình như đã sắp tăng cấp rồi. Quả nhiên, lên cấp 12 rồi. Có khách tới nhà. Có đến đôi nữa còn đi. Nà cô Nana, cô tới rồi. Vậy là cô thật sự đã tới rồi. Tôi có thể vào nhà không? À đương nhiên rồi, mời cô vào. Con chúc tôi ăn sáng đi. Hiền Vũ ăn càng ngày càng nhiều. Đây có phải là chuyện bình thường không? Không sợ đâu. Nó có thể ăn nhiều như thế có nghĩa là nó đang còn năng lượng. Nhưng mà năng lượng trong thực phẩm thông thường là có giới hạn. Ý cô nói là thức ăn được ăn dược thiện và nguy hiểm ư? Tôi cũng chưa cũng từng nghe qua. Chỉ Học viện Cao đẳng Hồn Sư mới có thể cung ứng nó thôi. Học viện Cao đẳng mới có vì sao? Thứ nhất là do chính phủ quản lý. Thứ hai là do giá quá đắt. Chỉ có Học viện Cao đẳng mới phù hợp. Ví dụ như là Học viện Cao đẳng Hồn Sư Thiền là tài tự La Thành. Ồ, tôi biết rồi. Cô giáo, có chuẩn bị dạy Hiên Vũ rồi sao? Để cho cô dạy nó đúng là giá gáo mà múc nước bùn mà. Hơn nữa, chúng tôi có thể không gánh nổi học phí đâu. Tôi không cần tiền. Chỉ cần cho tôi chỗ ở là được rồi. Hai người đừng có cảm thấy có áp lực. Đây là duyên phận của Hiền Vũ. Vậy thì đã làm phiền cô rồi. Nana lại chuyển tới nhà làm Vũ Hiền. Chính thức ở đây. Cô giáo, khi cô dạy Hiền Vũ, có thể đứng bên cạnh xem không? À được. Cô ý cho mình đứng bên ngoài quan sát, chắc là không vấn đề gì đâu. Hiền Vũ, sau khi con cùng cô Nana luyện tập, học được những gì thì con hãy nói cho mẹ nghe biết nhé. Thấy có gì bất thường thì hãy nói cho mẹ nhé, được không? Ừ, vâng ạ. Mẹ, mẹ đến bắt con được không? Ừ, bắt con đến làm gì? Thì bắt được con, thì con sẽ đỡ mẹ thơm vào má con. Vậy thì mẹ sẽ thơm con nhiều nhiều, thơm 100 lần mới được. Ờ, vẫn không bắt được con. Mẹ có thể sử dụng chân cách rồi. Ôi, mẹ thua rồi. Mẹ không bắt được con. Con sẽ thơm mẹ. Chắc chắn đây không phải là né tránh bình thường thôi. Con trai, phương pháp né tránh này con học từ ai đi? Lâm Hiên Vũ liền kể lại quá trình học cho mẹ. Học bộ pháp trên đường trở về nhà từ cô Nana. Cho mẹ nghe. Có thể xâm nhập vào thế giới tinh thần của nó. Hơn nữa còn dạy cho nó nữa. Chắc chắn không phải công lực mạnh lắm thì có thể làm được như thế này. Cô Nana này thực lực không hề đơn giản. Đúng là thâm bất khả trắc. Hiên Vũ à, có thể bắt đầu học được chưa con? À cô giáo, không còn phải lo lắng. Tôi chỉ dạy cậu bé thật tốt. Chỉ có ở bên cạnh xem đi. Hiên Vũ à, bây giờ quan trọng nhất là con chính là nắm bắt cơ bản. Cho nên hôm nay chúng ta tiến hành kháng áp luyện tập có được không? Cô Nana, thế nào gọi là kháng áp luyện tập? Điều một lát, con sẽ cho con một chút áp lực. Con dùng hồn lực mà kháng lại là được rồi. Áp lực phù hợp thì có thể phát huy rất tốt tiềm năng của con đấy. Áp lực không có nguy hiểm không? Tôi sẽ không chi nó, chị cũng con thử đi. Sử dụng vào hồn đi. Tới rồi, cùng mày mình vẫn có thể chịu đựng được. Tập 20. Cảm nhận sự biến hóa hồn lực của chính mình. Cố gắng không chế nó, không được để cho nó chỉ lệch. Quy tích vận hành của nó, không được để cho nó bị bấy nhiễu. Làm Hiền Vũ vận hành huyền thiên công. Dùng thủy nguyên thủy, nguyên tố động lại thành vành bảo vệ đối áp lực. Tiếp theo thì làm phương pháp áp lực của nó phát sinh thay đổi, không còn toàn phương bị áp lực. Hơn nữa, sự mạnh yếu của áp lực cơ bộ sẽ bắt đầu thay đổi rõ ràng. Làm Hiền Vũ khống chế vành bảo vệ thủy nguyên tố của mình, đối ứng biến đổi của áp lực mà sản sinh ra đối kháng. Thật thông minh. Chỉ là kiên trì một lúc, làm Hiền Vũ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cô giáo, tôi có chút
kiên trì là chị quá yêu bản thân mình, nên vì thế mới rơi vào giai đoạn cố bệnh tu luyện. Tôi chỉ là văn chức hồn sư tô mà uy phải. Khó chịu quá cô này nè, con sẽ không kiên trì được nổi nữa rồi. Con vẫn có thể chịu đựng được. Đi rồi. Hai võ hồn Lam Ngân Thảo. Không xong rồi. Yêu Vũ, cô giáo Yêu Vũ, giúp cô là sao vậy? Song sinh võ hồn gì ra, vì chúng năng lượng xung đột. Chúng lực sinh ra thứ hai bên trong cơ thể của nó đã gia tỉnh, xung đột với áp lực bẩm sinh của nó rất là nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Xin đừng nói chuyện, để tôi nghĩ cách. Để thử điều phối hai loại năng lượng này xem sao. Hiền Vũ, thế nội của Hiền Vũ có hai dạng năng lượng hoàn toàn giống nhau. Một là kim ngân, cả hai loại đều rất cường đại. Con không biết là tại sao, hình như tôi có cảm giác rất quen thuộc với hai loại năng lượng này. Hoặc là có thể là nguyên nhân do tôi và Hiền Vũ cũng quay trở lại. Hai loại năng lượng này cũng là lúc giác tỉnh thì nó sẽ cướp đi quyền khống chế cơ thể của Hiền Vũ. Lúc đó thì chỉ có Hiền Vũ sẽ gặp phải nguy hiểm. Tôi đã được điều hòa hai loại năng lượng này, làm cho chúng đang xen lẫn với nhau, chứ không hề tiếp xung lẫn nhau. Vậy Hiền Vũ còn gặp phải nguy hiểm gì nữa không? Tạm thời là không. Sau này tôi sẽ dốc hết sức để giúp nó. À được rồi, tôi phải đi giúp nó điều hòa kinh mạch. Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc với hai loại năng lượng này thế này, nhưng mà vẫn không nhớ ra được điều gì? Lạnh quá, đau quá. Chiếc nhẫn này vốn dĩ là của mình mà. Ta nhớ ra rồi, tên của ngươi là Thiên Thánh Liệt Yên Kích. Chúng tôi vừa nhận được một tinh thần tinh khẩn. Ở trên trời đột nhiên xuất hiện một luồng sáng lớn. Cục an toàn liền bàn đã bắt đầu tiến hành điều tra. Xin mọi người hãy dẫn tới nơi, không nên rời khỏi nhà. Đợi 3 ngày sau. Mẹ ơi, con đói quá. Quà ngon quá. Cái này là gì thế ạ? Cái này sao? Đây là gân của một loài động vật lớn nào đó. Phẩm chất bình thường, nhưng ăn lại có lợi cho cơ thể. Cô vội chỉ tìm được nó thôi. Nhà ăn hồ viện hồn xưa nào đó xảy ra chuyện rồi, đã phát sinh chuyện gì? À, gân tỷ lòng tích hồn quà ông mới làm xong đó rồi. Này là thứ tạm bố cho viện trưởng đấy nhờ. Hả? Sao lại thế này? Tiếp theo cô sẽ giúp cho con dẫn đạo hai loại năng lượng bên trong nội thở. Con hãy chấm thụ thật tốt nhé. Nhiệm vụ của con là ngăn cản hai vô hồn đối chọi mỗi ngày, đều để cho chúng sống trong hòa bình, được không? Thời gian tiếp theo thì được rồi, con sẽ thử xem sao. Cô Nana chỉ dẫn đường, hướng dẫn Hiền Vũ điều hòa hai loại sức mạnh của mình. Còn những thứ khác thì đều dành đến tu luyện. À được rồi, ở cùng một chỗ với Nana thì ấn thú đối với hồn sự tu luyện của Nam Hiền Vũ tăng nhiều. Kỳ nghỉ hè kết thúc thì cậu lấy cái gì vậy? Đi học nào? Có học sinh đã trở về trường học. Làm Hiền Vũ, cậu tới rồi à? Mình muốn nói với cậu một số việc. Cậu muốn, mình muốn lên lớp. Nè, cậu chờ đi cho tôi. Vì đã xem trong những ngày nghỉ mọi người có lười biếng hay không. Chiều hôm nay khóa sẽ có một trận thực chiến với hai lớp 2 và lớp 1 chính thể đối kháng chiến đấu. Ai cũng phải ra sân. Xem ra mình biết cô ấy muốn nói chuyện gì rồi. Bây giờ cô sẽ nói ra quy tắc. Mỗi lần mỗi ban cử ra học sinh, một học sinh thua bị loại thắng thì tiếp tục. Lớp nào tôn bị loại hết thì coi như thua. Lần này mình nhất định phải đánh bại cậu. À, quá nhiên là bị nhắm tới rồi. Người đầu tiên lớp 1 Hoàng Khải Phạm. Hiền Vũ, con lên đầu tiên đi. Cậu ấy lại là người đầu tiên ư? Vẫn nên tận dụng hết khả năng giảm bớt cậu ấy cùng với diệp tinh đồng xung đột. Dù sao thì cha của con bé cũng là nhân vật khó đồng vào. Đầu trên tài, cố lên. Làm Hiền Vũ, cố lên. Chiến hồn, võ hồn, đế nhất hồn kỹ, hồn đích lực lượng.
Hoàng khái phạm lại có vô hùng kỷ ư? Mình nhớ là học kỳ trước vẫn chưa có mà. Khởi đầu tốt đẹp là điều quan trọng đúng không? Chấu nhiệm lớp 1, nó giống như là lớp cô xịa. Hay. Ê cái gì? Ngon nước thành bạn ơi. Ây da. Đừng cử động. Cậu thua rồi. Cơn chiến của cậu ấy từ khi nào đã trở nên lợi hại như vậy? Lâm Vũ Hiền thắng. Cậu ứng cho An Giang. Đừng có đổ lỗi cho cậu ấy. Người ta dùng ký sáo từ chuyện đó. Cô giáo ơi, tiếp theo vẫn là để nên đỡ con lên đi. Không nghĩ tới thì vậy mà thắng dễ dàng như vậy. Xem ra cô Nana thực sự là cô giáo giỏi. Tiếp theo dịp lên đồng. Lâm Hiền Vũ, cậu đừng có đắc ý. Việc vô hồn của cậu áp chế mình đã có cách giải quyết rồi. Thiên canh bá thể. Quả nhiên không giống với Hoàng Khải Phạm. Hành động rất ít sợ hở. Thúy Thuần, ngừng bắn. Bắn thôi. Không thể. Ở trong không trung không có chỗ mượn lực. Xem cậu tránh thế nào đi. Vậy mà nghĩ tiếp được công kích của tôi. Nực cười, ở trạng thái thiên canh ba thể, sức mạnh của tôi đứng đầu của lớp 1 đấy. Việc này ý cũng bị mất. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Linh Đồng còn không sao chứ? Còn cảm thấy thế nào rồi? Ủa sao lại thua rồi? Lớp trưởng siêu mạnh đó, thật kỳ lạ. Ngồi Lâm Hiên Vũ thì mình còn chưa gặp ai người nào có thể đánh thắng được bạn ấy. Vì sao lại trở thành thế này? Mình rõ ràng không có ý lại vào hồn kỹ mà. Có phải là lớp trưởng quý không? Lớp trưởng thích Lâm Hiền Vũ cho nên quý nhân cô ấy ư? Nghe có vẻ có lý. Hóa ra là như vậy. Không có. Các cậu đừng có nói nhảm. Mình không thèm thích cô ấy. Linh Đồng, cậu ấy thật đáng ghét. Trời, rõ ràng cô đã thu hồi thiền cảnh ba thể. Vì sao còn thành ra thế này? Các bạn nói con là con thích cậu ta nên mới nhường cậu ta. Nhưng mà con không thích cậu ấy. Con nhất định phải đánh bại cậu ấy. Không nên. Coi như là vô hồn mạp chế. Cũng không nên xuất hiện và ứng lớn như vậy. Con đừng có khóc. Bây giờ cha phải đi họp. Trở về cha hãy nói đi. Cha cúp máy đi. Đội trưởng đã đến đủ rồi. Tốt và hợp thôi. Chuyện lần này vô cùng khẩn cấp. Mới phải gọi kêu long đặc chiến đoàn của chúng ta tới. Lần này chúng ta phải đối mặt chính là một đám vô cùng tàn bạo còn tổ chức. Có phần trinh sát rất mạnh. Có thể là còn đối thủ khác. Vì đã tránh gây khủng hoảng ở trong dân chúng thì chúng ta nhất định phải tận hết khả năng ở trong bóng tối để truy tìm. Hành động lần này chỉ chớp mắt 3 tháng đã qua đi. Dưới sự chỉ dạy của cô giáo Nana, hồn lực của Lâm Vũ Hiền đã đột phá cấp 13. Còn lại cao hơn rồi. Lâm Tiêu 3 tháng trước đã rời khỏi nhà. Đón chừng đã phải 3 tháng nữa mới trở về. Cô Nana, ngày mai chúng ta mang Hiền Vũ ra ngoài chơi. Trung tâm thành phố gần ở đây mới mở một quán bật nhị đàn hồi. Wow, hay quá hay quá. Nhắc tới chơi là một cái là cao hứng à. À được, vậy chúng ta ngày mai đi. Hôm nay vẫn phải cùng với cô Nana tu luyện thật tốt đi. Vâng. Bộ pháp của con đã cơ bản coi như là nhập môn. Muốn tăng lên phần phải còn có nhiều hồn lực hơn. Con còn ghi điểm và thủ đoạn công kích trận chiến. Con là song sinh vô hồn. Hướng phát triển tương lai chính là tở hữu phối hợp. Cho nên con định dạy cho con một chiêu cổ võ chiến kỹ. Nó tên gọi là Kim Long Thiên Kinh. À được ạ, là chiến kỹ ư? Không dạy ý thức. Kim Long Thiên Kinh ảo diệu ở chỗ kích phát ký chi lực của bản thân con. Dựa vào hồn lực và huyết mạch chi lực được vận chuyển. Bản chất của Kim Long Thiên Kinh là một nghịch vận khí huyết. Cô sẽ hướng dẫn cho con vận chuyển chiến kỹ này. Nhờ kỹ tiếp theo, khí huyết trong cơ thể của con sẽ biến hóa. Đồ nhói khó chịu. Thân thể này càng ngày càng nóng lên. Kim Long Thiên Kinh. Wow, chiến kỹ thật lợi hại thật.
Chỉ có điều hồn lực lập tức bị tiêu hao hết rồi. Chậm rãi bổ sung, cảm thấy thế nào? Nghịch vận khí huyết sẽ kích phát sức mạnh huyết mạch của con. Mà lúc luôn sức mạnh này và hồn lực của con dung hợp lại thì sẽ có phát huy ra được lực lượng công vượt kích vượt qua lúc bình thường. Kim Long Kinh Thiền này đối với con mà nói thì cũng là phương pháp tu luyện. Trong quá trình vận chuyển nó thì con có thể không ngừng trùng huyết kinh mạch chi lực để tầm bổ kinh mạch bản thân. Con Nana, vậy huyết mạch chi lực của con là cái gì? Con cũng không biết à, cô cũng không biết. Chân Hoài là cảm thấy công chiến kỹ này rất là phù hợp. Chúng ta tiếp tục đi. Cô giúp con vận chuyển 10 lần, sau đó thì con tự mình luyện tập. Được ạ. Hôm sau, Nam Trường Dất, Yên Vũ ra khỏi nhà. Mục đích của bọn họ là quán thế giới bột nhảy gần đây mới khai trường. Công viên trò chơi này ở trong tòa cao ốc thiên tế ở trung tâm. Tòa cao ốc thiên tế này có 128 tầng, là tòa kiến trúc cao tầng có thí nghiệp cao nhất nhì ở Tu La Thành. Tới rồi, bắt đầu đi. Trò chơi bắt đầu. Cao ốc thiên tế nhà bật nhảy đàng hoàng. Ôi vui quá đi. Mẹ ơi nhìn này, viên nghiên cứu trung tâm của cao ốc thiên tế ngăn cách thành công hệ thống đã cắt đứt liên lạc. Cậu chỉ có 15 phút thôi. Không có nhiều như vậy. Tên lửa tầng số 14 mà thôi. Với IQ của tôi 3 phút là đủ rồi. Tầng cuối cùng đã xong rồi. Đã kết nối với tài khoản viên nghiên cứu trung tâm. Bắt đầu. Không hay rồi, lỗi rồi. Mò kiếp là cầm ấy. Rút lui. Bọn tôi đã theo dõi anh khá lâu rồi. Một trong 12 sư giả của tội ác chi thần. Đại sự không chết tinh thần chìm kinh. Khoanh tay chịu trói đi. Tôi có quyền bắn chết anh tại đây. Thế này coi như là khoanh tay chịu trói rồi chưa? Đúng. Hắn ta quá bình tĩnh. Còn chưa thỉnh giáo tên họ của vị trưởng quan này nhỉ? Anh không còn phải biết. Đừng hòng giở trò. Anh không có bất kỳ một cơ hội nào đâu. Vậy sao? Đội trưởng đội đặc nhiệm đặc chiến Kiều Long, Diệp Phong 34 tuổi. Anh có một đứa con gái 6 tuổi tên là Diệp Linh Đồng. Tôi nói không sai chưa? Đội trưởng Diệp à, anh có tin lát nữa anh sẽ tự động mở công ty cho tôi không? Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Mất điện rồi. Bình tĩnh, giữ nguyên đội hình. Tới rồi. Ai đến rồi? Rốt cuộc là anh đang làm cái gì? Kết nối tín hiệu. Đội trưởng xin chào. Tôi ác chi thần, mọi người đều gọi tôi là Vĩnh Dạ Quân Vương. Tên bác các người có được không mở sai. Mục tiêu của bọn tôi chính là này này. Nhưng mà không phải là vì nghiên cứu trung tâm. Đội trưởng, thông tin đã bị cắt đứt rồi. Bây giờ trong cao ốc thiên tế có 1, 2, 3, 4, 5 dân thường. Con số mới thú vị làm sao? Bọn họ bây giờ đều là con tin của bọn tôi. Cao ốc đã bị chúng tôi phong tỏa hoàn toàn. 5 phút sau, người của tôi sẽ đặt thuốc nổ loại mới nhất ở khắp vị trí chống đỡ trọng yếu của tòa cao ốc. Đương nhiên, nếu như anh làm theo điều kiện của tôi thì một quả bơm cũng không nổ. Tôi nghĩ anh sẽ không còn lựa chọn nào khác hả? Thả chim kinh đi. Sau đó thì đưa người của anh rút lui khỏi viện nghiên cứu. Nếu không, tất cả người ở trong tòa cao ốc này đều sẽ bồi tán cho kim kinh. Thả hắn ra đi. Cả đội theo tôi rút lui khỏi đây. Sao tự nhiên là mất điện thế? Sao lại có cả chung báo cáo thế này? Mọi người đừng hoảng sợ. Mất điện chỉ là tạm thời. Hệ thống tạm cấp điện dự phòng sẽ được khởi động nhanh thôi. Hình như mất điện rồi. Đừng có động vội, xem xét tình hình đã. Thì mau đi, đừng có qua đi. Có tôi với. Bọn chúng là ai thế? Hôn đạo xà tuyến, công bố đột kích được. Tất cả không được cử động. Ai cử động là giết ngay tại chỗ. Bọn ta khống chế cục diện. Những người khác thì đi chấp hành nhiệm vụ. Phát hiện hồn sư, giết. Không được để lại bất kỳ một hồn sư nào. Mẹ ơi, mẹ sẽ bảo vệ con. Không rõ số lượng và thực lực của đối thủ. Chỉ có thể nghĩ cách xông ra ngoài rồi tin tiếp. Đáng nhẽ ở đây phải có cửa thoát hiểm mà đúng chứ? Chính là ở đó. Còn mấy rồi. Cái gì? Cơ giáp? Pháo hoa thật đẹp làm sao? Anh nói xem có đúng hay không gì rồi trưởng? Dừng tay lại. Tôi đã đáp ứng điều kiện của các anh rồi mà. Anh phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ công ty chứ? À không phải đảm bảo đâu.
Anh không có quyền lựa chọn. Còn còn bao lâu nữa? Anh biết tôi mà. Việc này đối với tôi mà nói thì dễ như trở bàn tay. Một phút là xong. Được, dân chúng của tội ác chi thành. Ta là Vĩnh và quần vương, toàn bộ chuẩn bị đội rút lui. Khởi động như sóng tín hiệu vệ tinh, sắp xếp chiến hạm tàng hình. Tất cả tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Mẹ ơi, Hiệu Vũ, mau chạy đi. Không được làm hại mẹ của ta. Đứa trẻ cũng là một hồn sư à. Hai người đều bị chết. Vì không có ai tới cứu con trai của tôi với. Đừng sợ. Đừng sợ. Ý đây là. Thế này là sao đây? Âm thanh biến mất rồi. Tất cả đồ vật đều không động đậy được nữa rồi sao? Thời gian dừng lại rồi sao? Con anh à, bọn chúng đánh bị thương mẹ con rồi. Con anh à, Hiệp Bộ Hòa đừng khóc, không sao đâu. Có cô đây mọi thứ, mọi người đều sẽ ổn, không sao đâu. Con đã là nam tử hán rồi. Con rất dũng cảm chẳng ở trước mặt mẹ để bảo vệ cô ấy. Con với những cái xấu này. Đồng đây được rồi. Chúng ta đồng đây được rồi. Vừa rồi cái chuyện gì xảy ra vậy? Người xấu và cờ giáp tất cả biến mất. Không nhìn thấy nữa rồi. Hy Vũ, mẹ ơi, cô rất tốt. Vết thương trên người đã đỡ hơn rồi. Nana, miệng hạ lấy con biết trị liệu sao? Thương thế của tôi không còn đau nữa. Hồi là giờ cô ấy đã chữa trị cho chúng ta sao? Sau khi cô ấy xuất hiện thì tất cả đều đã thay đổi rồi. Nhất định là cô ấy. Vừa rồi cô ấy chỉ có cô ấy có thể cử động được. Hồi là cô ấy đã cứu chúng ta. Đã thương người của Hiền Vũ thì một kẻ cũng đừng hòng thoát. Hiện giờ Hiền Vũ còn đi theo ta, như vậy mới an toàn nhất. Vì Nana miệng hạ này, chắc chắn là một siêu cấp cường giả. Đi đi, con đi cùng với cô Nana, mẹ mới yên tâm. Mẹ đã không sao rồi. Hiền Vũ đến đây, cô Nana, cảm ơn cô đã cứu chúng con. Đi, chúng ta đi đối phó với người xấu. Ta đã rút lui đến khi phi thuyền rồi mà. Hành động của chúng ta đã thành công rồi. Vĩnh và quần vườn, ngài thật sự không suy nghĩ một chút về việc nổ một tràng pháo hoa lớn để chúc mừng ngày sau. Đây hẳn là chuyện xứng đáng để chờ tội ác chi thành chúng ta tư hạ rất lâu. Cầm một lệnh lập tức rút lui. Người có biết mấy người có liên bang đáng sợ như thế nào hay không? Chiến tần điện, đường môn, họ viện sử lại khác. Có phải là người đã quên sự tồn tại của chúng được không? Nếu những người đã muốn chết thì nhảy từ trên đỉnh lầu xuống đi. Đừng có liên lụy tất cả tội ác chi thành. À không, không có, ta cũng có ý. Chúng ta cứ rút lui như vậy. Có điều tôi đội thứ tự mất liên lạc rồi. Nghi nhận tạm thời thì chưa rõ. Mà kệ, lập tức rời đi. Trong lúc đó thì tín hiệu phòng tỏa đã đạt tới cực hạn rồi. Đi thôi, để chúng ta rời khỏi Thiên La Tinh. Phi thuyền đã bay lên, khởi động trạng thái tàng hình. Đến không gian vũ trụ thì chúng ta có thể tùy ý như là loài chim bay trên trời rồi. Con muốn chạy sao? Không sao rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Cô Nana ơi, đó là gì thế ạ? Cái đó à? Có lẽ là pháo hoa. Chuyện gì thế này? Không thể nào. Chiến hạm của tội ác chi thành đã phát nổ rồi. Nổ rồi, lại nổ rồi. Rốt cuộc là đã ra tay. Lại, nếu như không phải có ấn nạc gì phòng, chỉ e là vừa rồi tinh thần lực đó đã tốn được ta rồi. Đáng sợ quá. Trong tử la thành này lại có đẳng cấp như thế này tồn tại sao? Thành chủ, ta là Vĩnh Dạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Adam phải thiết bản rồi. Trận đánh đột kích khủng bố này đã chấn động cả Thiên La Tinh. Cốc Thiên Tý hiện đã bị quần phường An
quản toàn bộ. Con số thương vong cuối cùng vẫn còn đang được thống kê. Hàng trăm trái bom đã được các chuyên gia tháo gỡ, bom đã tháo ra. Cấp cao của liên bang đã phẫn nộ, hạ lệnh cho toàn bộ liên bang tìm kiếm tung tích của tòa ác chi thành trong phạm vi toàn liên bang, đồng thời cứu trợ cho những gia đình có người tử nạn. Tư lệnh quân khu La Thành, tham vấn cấp 1. Để rồi, nhiếp đoàn trưởng, tất cả những lời trình bày của anh chúng tôi đều đã ghi âm lại hết rồi. Vẫn phải là làm phiền anh ở phòng giam thêm một thời gian nữa để kết quả điều tra cuối cùng của chúng tôi. Vẫn là đến rồi. Này nè, sao cô lại chạy tới Thiên La Tinh vậy? Cô vẫn đang ở trong thời kỳ bị giám sát, không được rời khỏi Thiên La Tinh đâu. Các người đến tìm tôi có việc gì? Là thế này, cô có biết là vụ có ốc thiên tế hay không? Cô ấy xem những hình ảnh này đi. Đây là hình ảnh đầu tiên chụp lại được sau khi tín hiệu về tình loại bỏ nhiều sóng. Tôi vẫn luôn không dám tin rằng đây chính là cô sao? Cái gì? Cô ấy vậy mà lại mạnh mẽ như vậy ư? Liên lập tất cả các thiết bị kiểm tra đâu luôn, đâu không kiểm tra được tình trạng thực sự của cô ấy sao? Nà nà nữ sĩ, xin cô hãy theo chúng tôi về thiền đấu tình tiếp nhận điều tra. Nếu như tôi không đi theo thì các người thì sao? Nhưng tay lại bỏ vũ khí xuống. Mình không thể chống lại cô ta được. Cô gái này sâu xa khó lường. Nà nà nữ sĩ, xin cô đừng hiểu lầm. Hành động của cô ở cao ốc thiên tề là làm vì nghĩa, lấy lại danh tiếng và tránh những tổn thất cho liên bang. Chúng tôi chỉ hy vọng cô có thể cùng chúng tôi hợp tác điều tra. Nhưng tôi không muốn về. Là vì đứa trẻ đó sao? Vâng Diệm, các người hãy nhớ lấy lời của tôi. Nếu như ai dám làm hại đến đứa trẻ đó, vậy thì hắn sẽ phải đương đầu với tôi. Một người không tiếc bất cứ giá nào. Nà nà, cô có quan hệ gì với đứa trẻ đó? Nó là học trò của tôi. Nó rất có thiên phú, tôi dạy dỗ nó. Nó đến cầu ốc thiên tới trời gặp phải nguy hiểm, tôi đã cứu nó. Đây chính là những chuyện đã xảy ra. Vậy cô cùng tôi về thiền đấu thành nói chuyện rõ có được không? Nếu như không thì rất có thể còn liên lụy tới học trò của cô. Chứ dù cô mạnh mẽ thế nào bảo vệ nó, nhưng mà cô muốn nó và cô trở thành tội phạm của liên bang sao? Không đáng mà. Đem đưa Vân Diễm theo quá thật là đúng đắn. Nè nè, cùng cuối cùng cũng chỉ thỏa hiệp. Được rồi, tôi sẽ đi cùng với các người. Liên bang như vậy, thân phận công dân chính thức cũng thế, cô ấy đều không quan tâm. Nhưng cô ấy lại không muốn phá hủy cuộc sống yên bình của Lâm Hiên Vũ. Cô về rồi, cô Inanna. Cô không có ở đây sao? Ở đây cũng không thấy cô Inanna ra ngoài rồi sao? Bình thường thì giờ này đâu ở nhà đợi mình mà. Hiên Vũ, khi con về là ấn tinh thần mà cô để lại sẽ hiện lên. Cô vì một phố và chuyện buộc phải đi. Cô đi đây. Hiên Vũ, hẹn gặp lại. Cô Nana, cô Nana đừng đi. Tập 30. Sự rời đi của cô Nana khiến cho Lâm Hiên Vũ thấy khó chịu, không vui suốt một tuần liền. Cậu ghi nhớ lời của cô Nana cố gắng tu luyện, không chỉ là vì chuyện ở cao ốc thiền tế, mà khiến cho cậu hiểu ra được tầm quan trọng của việc tu luyện, mà cũng là vì mau chóng đạt từ cấp 20. Như vậy thì cậu có thể gặp lại cô Nana rồi. Cô sống ở trường học thì rất bình yên. Sau cái chuyện ở cao ốc thiền tế thì Diệp Linh đầu đột nhiên nghỉ học mà không rõ lý do. Lâm Hiền Vũ đã trở thành người có thực lực đứng đầu lớp, chụp mặt thẳng 3 tháng trôi qua. Trong lòng Nam Trừng lại càng ngày càng hỗn loạn bất an. Lâm Tiều đã đến hành tinh mới được có nửa năm, mà nửa tháng trước gần đây thậm chí cũng phải dùng hồn đạo truyền tin về. Điều này khiến cho cô rất lo lắng. Nhiệm vụ ở tuần sau, học viên hồn sơ cấp Thiên La sẽ mở lớp thiếu niên cao năng, sẽ chọn ra học sinh ưu tú nhất ở trong các phân viện. Mà lớp này giảng dạy tới mức bình thường, chỉ do cô giáo ưu tú nhất dạy, cũng là có thể gọi là lớp thiên tài. Một khi được chọn thì rất là xuất sắc đó. Mà trường chúng ta tổng cộng lại có 10 bạn được đề cử. Nếu chúng ta thì cô phải đề cử con. Cố gắng lên nhé. Dân cảm ơn cô Thu. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lớp thiếu niên cao năng sao? Cảm giác rất lợi hại. Lâm Hiền Vũ, giọng nói này Diệp Linh động.
Cậu đi học rồi à? Tớ đến tìm cậu. Tìm tớ có việc gì vậy? Tôi muốn nói với cậu là tôi nhất định sẽ tìm ra cách đánh bại cậu. Lại là cái này à? Nếu như con không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước nha. Sao cậu không hỏi tôi mấy tháng này tôi đi đâu chưa? Có người cậu thật là đáng ghét. Thì lần nào cũng là do cậu đến làm phiền tôi. Cậu mới là đáng ghét. Cậu đi đâu thì liên quan gì tới tôi? Tôi phải về nhà rồi đây. Cậu bố bị đưa đi rồi. Tôi cũng bị nhốt ở trong nhà mấy tháng trời. Đến hôm qua bố mới về nhà. Thì hôm nay cuối cùng cũng được đến trường. Tôi lập tức tới tìm cậu, muốn nói chuyện với cậu. Không ngờ rằng cậu lại bỏ đi như vậy. Cậu thấy tôi đáng ghét như vậy sao? Làm hiền vũ, cậu đây đấy cho tôi. Tôi với cậu chưa xong đâu. Trong kỳ nghỉ tiếp theo thì Lâm Hiên Vũ đã vạch ra kế hoạch luyện tập toàn diện cho mình. Cậu nghiêm khắc chấp hành theo kế hoạch. Nửa tháng sau, cuối cùng cũng đã đưa hồn lực của mình lên cấp 14 rồi. Ngày mai là khai giảng rồi. Đồ đạc đã chuẩn bị hết chưa? Xong rồi. Con đã chuẩn bị xong. Tối nay con định ngồi quán tưởng ở trong phòng tu luyện. Là cha. Cha chấp vị rồi. Thì tử lại nặng hơn không ít ha. Anh về rồi. Anh con biết về sao? Chưa ăn cơm có phải không? Em đi nấu cho anh. Cha mẹ rất nhớ cha đó. Ngày nào cũng nhớ tới con. Chừng chừng. Anh xin lỗi vì đã đỡ cho em phải lo lắng. Sau này đừng có đi lâu như vậy nữa có được không? Anh hứa với em. Lâm Hiên Vũ cùng cha ăn thêm một bữa nữa. Thì tối nay trong nhà rất ấm cúng. Thiên đấu tình. Ký túc xá của nhân viên viện nghiên cứu thuộc học viện sơ cấp. Sau khi Nana trở về thiên đấu tình, thì loại phải chịu một loại kiểm tra với học viện nghiên cứu. Kết quả thì nằm ngoài dữ liệu, vẫn là tất cả bình thường. Tôi có thể cục quỷ không thể kiểm tra đo lường ra được bất cứ sự tồn tại nào của năng lượng không ổn định. Viện nghiên cứu sau khi thông qua cân nhắc đã quyết định kéo dài thời gian quan sát Nana thêm 6 năm nữa. Trong 6 năm này Nana không được rời khỏi phạm vi khống chế của viện nghiên cứu. Thời gian quan sát thì Nana nhân vậy tại học viện sơ cấp mà viện nghiên cứu trực thuộc là một giáo viên kho kho và cổ. Nana lựa chọn làm giáo viên nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những đứa trẻ này khiến cho cô nhớ tới làm nhiệm vụ. Đương nhiên phía học viện cũng nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc từ viện nghiên cứu. Chưa được sự đồng ý, bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận cô ấy trong phạm vi 10 mét. Viện trưởng, cô ấy nhất định phải có phòng làm việc độc lập. Có thể công nhận cô ấy không? Không được. Cho mọi người, cô tên là Nana. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ là giáo viên môn cô võ của các con. Chúng con chào cô Nana. Wow, cô giáo xinh quá. Đúng vậy đấy, đây chính là người xinh đẹp nhất mà tớ tìm thấy. Con tên là gì vậy? Mấy tuổi rồi? Con chào cô. Con tên là Đống Thiên Thu. Sắp được 7 tuổi rồi ạ. Có ý định làm cái gì vậy? Nhanh, nhanh quá. Có hiểu rồi. Con Nana này cô ấy làm gì mình vậy? Lại còn hiểu cái gì nữa chưa? Môn cổ võ của chúng ta học về phương thức chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu của các hồn sư thượng cổ. Vì vậy chương trình dạy học của chúng ta lấy thực chiến làm đầu. Đấu là tình. Đừng là à, chúng ta phải đến thiền là để biểu diễn lưu động rồi. Bài niệm mà anh sáng tác thật là hay quá đi. Nhưng mà suy cho cùng thì cũng là một bài mà. Anh thực sự không nghĩ tới việc viết thêm một bài nữa sao? Tôi sẽ suy nghĩ. Tạm biệt cha, con đi học đi. Mau vào trong đi. Cha, con đi đây. Trưởng quan, lâu rồi không gặp. Tôi đã không còn là trưởng quan gì nữa rồi. Tôi bị giáng chức rồi. Ngược lại phía chúc mừng cậu là thằng chức mày phải. Trưởng quan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có tin trả lời không? Đi thôi, chúng ta đi uống cà phê. Thảm án cao ốc. Tin tới chắc cậu đã nghe rồi chưa?
Mà dù tội ác vẫn chưa thực hiện được, nhưng mà rốt cuộc là vẫn có hơn 100 người chết. Tôi là người phụ trách hành động, khó mà tránh được trách nhiệm. À, sao như vậy đã? Đây là kết quả tốt nhất rồi. Còn được quân đội bảo vệ. Tôi muốn nói về hiền vũ nhà cậu Hường đi. Đứa trẻ này là võ hồn song sinh có đúng không? Lâm Ngân Thạch trình bày tay nó của nó không giống nhau. Hơn nữa võ hồn biến dị của nó nhất định là cũng võ hồn cực mạnh. Quả thực là thiên phú dị bẩm. Có thiên phú là chuyện tốt, nếu bồi dưỡng cho tốt, không thể để bị trông vùi được. Không hờ vì dập mà, nó đã đăng ký tham gia thi vào lớp thiếu niên cao năng của học viện thì là rồi. Cũng không biết là có thi đỗ hay không. Thật ra, con có thể phát triển theo một hướng khác. Nếu như anh đồng ý thì tôi có thể giới thiệu cho anh về hệ thống quân đội. Tương lai, thậm chí con có thể nỗ lực vào chiến thần điện. Chiến thần điện? À không sai, tôi thấy được tiềm năng của hiền vũ. À thôi, nếu như về hệ thống quân đội thì đồng nghĩa với việc nó phải rời xa bọn tôi. Sau khi trải qua phân ly trong một thời gian dài, tôi mới hiểu rằng không có gì quan trọng bằng cả nhà đoàn tụ. Được thôi, nếu như anh thay đổi ý định thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Lâm Hiên Vũ và Diệp Linh Động không mời tham gia lễ khai giảng mà trực tiếp đến phòng giáo dục của học viện tham gia sát hạch lớp thiếu niên cao năng. Các bạn được chọn ra từ học viện này là người rất nổi bật trong số người cùng tuổi, nhưng mà điều này không có nghĩa với các bạn là có thể được vào lớp thiếu niên cao năng. Lớp thiếu niên cao năng có một nguyên tắc chất lượng hơn số lượng, chỉ tiếp nhận tình năng đầu tư nhất. Từ trên người thầy giám thị tỏa ra một luồng uy áp vô hình. Mời học sinh bắt đầu sử dụng cách riêng của mình để chống lại. Đứa trẻ này điềm nhĩ như không, vậy mà lại không làm cái gì cả. Tôi tin là một trùng thiền, là giáo viên của học viện hồn sự sơ cấp thiền lạc. Đầu tiên thì chúng ta tiến hành bài kiểm tra hồn lực, sau đó thì kiểm tra về tinh thần lực. Cuối cùng thì khảo sát tố chất tổng hợp. Lâm Hiền Vũ hồn lực cấp 14. Hồn lực của đứa trẻ này rất bình thường mà ta. Diệp Linh Động hồn lực cấp 16. Nó cũng là một trong hai đứa trẻ nhỏ tuổi nhất. Thành tích như vậy cũng không tồi. Tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra tinh thần lực. Diệp Linh Động tinh thần lực 37. Tinh thần lực 48. Lâm Hiền Vũ tinh thần lực cái này. Thôi một quả, anh xem. Sao thế? Có còn kiểm tra lại không? Không cần. Máy móc không có vấn đề gì đâu. Lâm Hiền Vũ tinh thần lực 99, linh thông cảnh. Đứa trẻ này tuy rằng hồn lực yếu một chút, nhưng mà tinh thần lực lại rất đáng kinh ngạc. Chuẩn bị vào khuôn mô, bắt đầu kiểm tra tổng hợp tổ chức. Võ hồn là năng lực thực chiến của các bạn, và tổ chức của các bạn ở phương diện khác sẽ được thể hiện ở trong lần kiểm tra cuối cùng này. Và đó chính là khuôn mô phỏng sau. Đây là lần đầu tiên mình được sử dụng nó. Các bạn không còn phải lo sợ. Tất cả những gì các bạn cảm nhận được đây đều là tình trạng bình thường. Thì theo các bạn sẽ bước vào một thế giới khác. Nhiệm vụ của các bạn chính là sống sót trong thế giới đó. Này đi, sẽ là chiến trường sinh tử. Wow. Này đi, chính là thế giới mô phỏng sao? Wow, cảm giác này không có gì khác biệt với thế giới thật. Hey. Cảm giác sử dụng cơ thể vào hồn lực cũng hoàn toàn giống với trong hiện thực luôn. Chỉ có cảm giác đau đớn là yếu hơn so với hiện thực. Chứ chút nữa là bị mơ hồ rồi. Mình quá thật là đang ở trong thế giới mô phỏng mà. Ui, thú vị quá đi. Khoa học kỹ thuật thật là quá thần kỳ. Vậy ra, mình không phải đến để chơi mà. Sẽ là tổ chức tổng hợp của các bạn chính là sống sót trong thế giới đó. Nơi này cho người ta cảm giác thật là tuyệt. Nghiên tố nước ở đây cũng rất dồi dào, rất thích hợp với võ hồn của mình. Ở đây mình nhất định sẽ sống rất tốt. Trẻ con bây giờ quả thực là thiếu kiến thức thông thường. Điều đó là đương nhiên rồi. Trẻ con bây giờ toàn lớn lên ở thành phố, có quá ít cơ hội để tiếp xúc với hồn thú lầm xăm lầm. Đương nhiên sẽ không biết được gần nguồn nước là nơi để gặp phải hồn thú cường đại nhất. Thứ gì đó đang lại gần đây.
Là thôn mã, cha đã từng dạy mình. Nó là một loài hồn thú có vóc dáng to lớn, sức mạnh đáng kinh ngạc. Mà lực phòng ngự mạnh, tính nết thì tương đối ôn hòa. Tu vi của con thôn mã này chắc là từ 800 năm trở lên. Và vui quá, cứ như đang ở trong vườn thú vậy. À đúng rồi, nghe cha nói thì chuyến du lịch cao nhất chính là đi đến Ai Thành Tinh hồn thú đó xem hồn thú. Mà hai hành tinh hồn thú đó, một hành tinh tên là Long Hoàng Tinh, một tên là Long Vương Tinh. Cũng không biết là đó sẽ như thế nào. Thực sự có cựu lộng sao? Con nhóc này nhìn cũng được chứ, đáng tiếc. Nhưng mà e rằng nó sẽ bị loại rồi. Bất Niên U Minh Lán có ba con, e rằng lần này phải cấp 30 mới có thể đối phó được với chúng. Hơn nữa bọn chúng còn có hồn thú có thể sở trường và tốc độ. Làm sao đây? Gặp chuyện thì đừng có hỗn loạn. U Minh Lán bản tính thì đa nghi, không thích tấn công trực diện mà thích làm ra sơ hở của đối phương. Cũng chính là tuy bọn chúng rất hung mạnh, nhưng mà trên thực tế thì cũng sẽ sợ hãi sao? Để thử xem sao. Nhảy về, đột ngột chuyển mình. Nói vậy mà lựa chọn cái bỏ chạy sao? Bỏ chạy sẽ dở ra lộ sơ hở nhất mà. Hơn nữa làm sao mà có thể chạy thoát khỏi U Minh Lan, vốn là sở trường về tốc độ chưa? Vừa rồi nguy hiểm quá. Cái này, đây là điều mà đứa trẻ 8 tuổi làm được hay sao? Bất luận là chiến thuật bộ pháp hay là vận dụng hồn kỹ, thì còn dùng cả chiến thuật hỏa thủy đông dẫn ư? Hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Ứng đối hoàn mỹ mà. Tôi cần đứa trẻ này. Hiện giờ có muốn đứa trẻ này ra ngoài không? Tiếp tục đi. Tôi rất cần thúc xem rốt cuộc là con có thể làm được tới mức nào đây. Lần này đối với nó mà nói thì cũng là một trải nghiệm. Lần đầu đối phó với hồn thú đúng là sẽ chết nên được. Xíu chút nữa thì bị bọn chúng ăn sống luôn rồi. Mà con thú mã này dường như cũng khá thân thiết. Nó đã không chủ động công kích mình. Vậy thì mình cứ ở bên nó, cạnh nó là được rồi. Đã tìm thấy một điểm tựa đó. Đứa trẻ thông minh có đi tiếp tục như vậy thì nghe vốn muốn nhìn thấy biểu hiện sâu sắc hơn sợ là sẽ tan thành mây khói. Ý ở chuyện gì vậy? Tông mã à, sao lại chạy đi rồi? Nhìn giống về hoàng sự của nó. Lên à, có người chạy qua đây kìa, là Diệp Linh Đồng. Nhìn cô ấy có vẻ rất hoảng sợ. Nó chạy với mức độ gia tăng của kiềm vàng làm ngôn thảo thì Lâm Hiên Vũ thôi động tốc độ lên đến cực điểm, rất nhanh chóng đã đuổi kịp Diệp Linh Đồng vừa chạy ngang qua cậu ấy. Sao cậu cũng ở đây? Mình có muốn hỏi cậu đi nè. Mình vốn ở đây rất là tốt đấy, mà đột nhiên cậu dẫn một con to như vậy thế này. Mình vốn dĩ là trình kỳ là phát hiện ra được một chú khỉ trắng nhỏ. Mình thấy nó rất là đáng yêu, liền muốn ôm nó một cái. Vậy mà nó lại không cho ôm. Thế là mình liền bắt nó vào lòng mình. Kết quả thành ra như thế đó. Sao nó lại thù dài đến như thế cơ chứ? Mình đã trả tính nhóc đó lại cho nó rồi mà. Cậu còn thấy ấm ức hay sao? Nó là tam nhãn mà viên đấy. Nhìn thân hình của nó e rằng về tu vi nghìn năm. Chắc là chúa tể của khu rừng này. Cậu muốn làm gì? Tách nhau ra chạy đi. Cậu, vậy mà lại tự mình dẫn dụ ta mới nhận đi sao? Cậu có bị ngốc hay không vậy? Ôi, trong tình thế nguy hiểm như vậy, đứa trẻ này lại nghĩ đến việc có người khác sao? Vậy mà lại làm được tới mức này.
Kế đuổi theo nó là tam nhạc mà vì đó. Lẽ nào nó thật sự có thể chạy thoát qua sao? Trên thực tế thì hồn lực của Lâm Hiền Vũ đã bị tiêu hao gần hết do chạy với cường độ cao rồi. Tam nhẫn mà vì cuối cùng cũng đã mất hết kiên nhẫn, sử dụng năng lực thiên phú của mình, tinh thần công kích. Không hay rồi. Chà, sợ sợ quá, nhìn nhanh lên, mau đưa Lâm Hiền Vũ ra ngoài đi. Một, đưa đến phòng y tế, hồn sư ở điều trị. Mau mời hồn sư sơ điều trị giỏi nhất tới La Thành đến đi. Bệnh viện tới La Thành. Hội tâm phòng giám sát trong bệnh viện. Bác sĩ sao rồi? Có kết quả chưa? Con trai tôi thế nào? Tình hình thì rất là phức tạp, đã vượt qua các dự đoán của chúng tôi. Não của con trai hai người không thể chịu bất kỳ một tổn thương vật lý nào. Nhưng ý thức lại rơi vào trong trạng thái hồn mơ. Cái gì? Người ta vô sâu? Có khả năng là như vậy, nếu như tỉnh lại được thì tất cả sẽ được hồi phục, nhưng mà bây giờ chỉ có thể trông chờ vào ý chí của cậu ấy. Trời, một đứa trẻ xuất sắc như vậy, vậy mà vì sự sơ suất của mình là hồn mơ rồi. Mình cũng không thể tha thứ cho chính mình được mà. Học viện thiền là sẽ chi trả chi phí chữa trị cho Lâm Hiền Vũ. Một trong thiền cũng phải chịu hình phạt vô cùng nghiêm khắc. 3 ngày sau, nếu như không có cậu ấy thì người bị tam nhạc mà vì giết chết nhất định là mình. Cậu vì có mình mới bị như vậy. Xin lỗi. Có kết quả tuyển chọn của lớp thiếu niên cao năng rồi. Diệp Linh Đồng là người duy nhất được chọn. Lâm Hiền Vũ được giữ lại làm người được chọn vì cậu. Chỉ còn cô ấy tin lại thì có thể gia nhập bất cứ lúc nào. Bác sĩ một, chuẩn bị kích điện tim, giám sát chặt sống não. Chú ý đến mọi nguy hiểm có thể xảy ra mọi lúc. Tim đập nhanh quá, tiêm thuốc ổn định vào. Tốt lắm, ổn định rồi, tiếp tục quan sát. Sân vận động Thiền La Thành. Ôi, là công tử, ui mẹ ơi, mau đến xem con rể của mẹ kìa. Là công tử à, chúng tôi yêu anh. Là công tử đẹp trai quá đi. Ui trời, anh ấy thật là chơi lóa. Hình bóng cô ấy đã sớm trở nên mơ hồ rồi. Chứ dù là trải qua luân hồi vàng kiếp, giọng nói của cô ấy rất trong trẻo, vòng bình tại không biết bao nhiêu lần. Hơi thở của cô ấy như hoa như dương. Chứ dù trải qua tiền thù hoàng đại, vẫn phận phất trước mặt mũi tôi. Tay cô ấy vừa mơ mài lại thon dài. Này cô ấy mãi mãi là bến bờ tục nhất. Đưa tôi đi. Ấy, sao đột nhiên lại không nghe thấy tiếng hát của nhà công tử rồi? Có chuyện gì vậy? Lẽ nào là thiết bị có vấn đề sao? Xin lỗi các vị, tôi rời khỏi đây một lát. Đây, rời đi sao? Có chuyện gì vậy? Nhà công tử đi qua đây rồi sao? Hội biến mất trên sân khấu ư? Đây là tiết mục do mình tổ chức sắp xếp sao? Trở tự đi, mọi người xin hãy yên lặng một chút. Chưa từng nghe nói có sự sắp xếp như vậy. Không chết cục diện rồi đã. Đây là một bất ngờ mà nhà công tử chuẩn bị cho mọi người. Thuộc về bất ngờ của thiên lợi tinh. Bất ngờ? Bất ngờ như thế nào đây? Lần đầu xảy ra chuyện như vậy, mong chờ qua đi. Thiên tử là bệnh viện nội tâm. Trong mơ hồ, dường như có một luồng sức mạnh đặc biệt dẫn mình tới đây. Đứa trẻ này là ai? Nhìn có quen quen mặt quá. Rõ ràng lần đầu tiên mình gặp nó mà. Đứa trẻ này hình như đã bị bệnh rồi.
Trời, anh bị điên rồi hay sao? Anh rút cuộc chạy đi đâu mất vậy? Vứt lại tận 20.000 fan ở lại. Người ta đã nói là các fan anh sẽ cho bọn họ một bất ngờ, nên bọn họ mới trật tự đấy. Giờ thì qua nửa tiếng đồng hồ rồi mà nếu như anh không quay lại thì bọn họ sẽ báo động thật đấy. Bay thế nào đi? Thì bay về lại cho tôi. À, tôi biết rồi. Hồi tôi quá, dù thế nào thì đi nữa cũng phải liên lạc được với anh ấy. Con không biết tình hình bên ngoài thế nào rồi. Rốt cuộc là tôi phải đợi đến bao giờ đây? Bà tổ chức à, ra đây cho chúng tôi lấy giải thích đi. Nhạc công tử đi đâu mất rồi? Ôi, nếu như nhà công tử còn không xuất hiện thì bọn tôi sẽ trả lại vé, trả lại vé. Trả lại vé, tôi định bố gấp 10. Trả vé, các người đang trêu đùa chúng tôi sao? Ôi, mình rốt cuộc thì đã giải thích hậu quả thế nào đây? Lẽ nào bọn mình sắp tiêu đời rồi? Thời gian là con người của lịch sử, ngóng nhìn về tương lai vô tận. Bảo vệ thời gian, bảo vệ tương lai, bảo vệ thời gian chính là làm cho tương lai không mịt mờ. Hội tiếng hát này là tiếng của nhà công tử. Ngóng trong thời gian, từ ngóng nhìn từ được lại là tâm linh của chính mình. Thời gian chớp mắt là nỗi nhớ tâm tư không hề kết. Đó là sự quen thuộc của thời gian, là tiếng gọi không tên. Nó dẫn dắt tôi tìm hy vọng đến gần lại rơi vào sợ hãi. Muốn được sợ, nhưng mà lại mất đi hy vọng đến gần, người đến sự vui vẻ tự tương lai. Phút chốc của thời gian sẽ sạch đầy hy vọng của tôi đến rồi. Có lẽ không phải là hoang mang nữa, là nhà công tử ưu. Nhìn tôi lại không dám chạm vào sự hy vọng tan biến mất. Hy vọng trong thời gian dài, xin nàng hãy đi cùng ta. Đừng có rì ta ta, thà rằng không bao giờ đi mà thật sự nở ra nó. Hy vọng của thời gian, xin nàng hãy cho ta biết rốt cuộc tại vì sao. Tại vì sao lại quen thuộc? Đó là bắt nguồn từ viễn cổ. À, xin lỗi đã đợi mọi người đợi lâu rồi. Do xúc động nhất thời, sự chuẩn bị ở trong một khoảng thời gian. Một bài hát mới bảo vệ thời gian, bảo vệ này xin được tặng cho mọi người. Vì một bài hát mới ơi, hôm nay đến đây thôi. Hy vọng mọi người trong các vị đều có thể bảo vệ được thời gian, bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Ôi là bài hát mới kìa, nhà công tử vậy mà lại hát bài hát mới lần đầu tiên cho thành viên chúng ta. Quả thực là một bất ngờ mà, thật khiến cho chúng ta cực cảm thấy tự hào. Nhà công tử bọn tôi muốn bảo vệ anh, bảo vệ thời gian, bảo vệ anh nhà công tử. Anh ấy vậy mà lại sáng tác ra bài hát mới sao? Sở mất tích vừa rồi là để viết bài hát mới ư? Vậy mà lại dùng một bài hát để xây chuyện tình thế, thật khiến cho người ta khó tin. Đây có lẽ được gọi là sức hấp dẫn của đường nhạc. Phong nghĩ tại sân đấu, đứa trẻ đã rút cuộc lại. Tại sao mình cách nó xa như vậy lại có thể cảm nhận được nỗi đau và không được trợ giúp của nó chưa? Bị kêu gọi đến chỗ của nó như vậy. Lena, đứa trẻ đó và mình có quan hệ gì sao? Ai không hiểu nhưng vẫn chẳng nhớ ra được cái gì cả. Muốn gặp lại nó quá.